Chị dạy tiếng Trung cho em được không? Hey, cùng chị học nha Cùng chị học Có bút có giấy không? Lấy bút lấy giấy ra Lấy bút giấy trắng là lấy ra để viết Xin chào buổi trưa Bình An nha Hôm nay tụi nó về sớm cho nên có đứa lấy con trai Vân về sớm thì rước nó về thì phải cho nó ăn no đi rồi mới làm được <laughs> Mình nhịn đói được nó không được Phải lo cho nó ăn no đi mới được làm được hôm nay tụi nó tổng kết liên hoan nghỉ rồi tổng kết liên hoan rồi nghỉ hè rồi hai tháng hè ở nhà đây <laughs> hai tháng hè ở nhà hơi mệt đây ôi giời ơi Nhi hao, chào chị Vân, chúc nhiều buổi trưa vui vẻ hay chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Hôm nay Vân Lâm bị trưa là vì Hôm nay con Vân 12 giờ đi học về rồi Nhưng phải đi đón con và Cho nó ăn no mình mới có thể làm việc được Đó. Đó Vào học luôn nha Các bạn nào mà có bút có giấy Chưa có thì chuẩn bị cho mình một cái cây bút Và một tờ giấy Để làm bạn Đầu tiên là làm bạn chữ cái Thứ hai là lát nữa luyện chữ viết chữ Và học nghĩa của tiếng Trung này luôn Nghĩa của cái bài tập này Chúng ta học theo sách giáo khoa của Đài Loan nha Học theo sách giáo khoa của Đài Loan Vì thế chúng ta sẽ có nội dung đầy đủ Và Dịch nghĩa của nó ra Ủa sao tiếng nhỏ Tiếng nhỏ không Ồ à, không có nhỏ Vừa Học

xin chào xin chào cả nhà mình nha xin chào rồi mình vào trong này mình học thôi bạn chữ cái bơ phơ của đài loan và trung quốc bắt đầu đầu tiên mình có chữ bơ màu đỏ của đài loan bơ các em mới học thì cần phải học cái này các em mà mới làm quen với chị bạn với lại tiếng trung á, thì bắt đầu phải bắt đầu từ đây à, chữ bơ của bên trung họ dùng chữ này việt nam mình cũng có chữ đó việt nam mình gọi là bờ bên này họ gọi là bơ có cái là bên trung có có nơi họ đọc chữ này là bô à, mình viết bốn chữ ra rồi mình nhìn nhận một lần luôn ha sau đó mình đổi qua Thơ. Thơ. chữ pơ 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 chữ pơ của bên trung đọc chữ này pơ pơ sau đó mình đổi qua chữ mơ đây là chữ mơ của bên trung dùng chữ mơ của à, bảy chữ mơ của đài loan dùng còn chữ mơ của bên trung họ dùng chữ này chữ này đọc mơ m ba chữ bên này đặc biệt ba chữ này họ sẽ đọc bằng môi ra à, đọc bằng môi của chúng ta giống như mình đọc chữ m vậy chữ m của chúng ta cũng đọc bằng môi luôn nhưng mà chúng ta bỏ chữ dấu quyền đi sẽ ra thành chữ này ví dụ Việt Nam mình đọc m bên này đọc mơ đều đọc bằng môi hết chữ này cũng vậy cũng đọc bằng môi luôn và bật hơi ra phơ phơ còn chữ này cũng đọc bằng môi luôn nhưng mà bên trung á họ đọc bua bua cũng đọc là môi nhưng mà họ đọc bua bên đài họ đọc bơ à, chữ này cũng vậy bên trung họ đọc pua pua bên đài đọc pơ và chữ này họ đọc mua mình đọc mơ họ có bốn chữ còn một chữ nữa là chữ này chữ này thì không đọc bằng môi mà đọc bằng cái răng của mình đè lên cái môi dưới bằng cách cái răng của mình đè lên môi dưới và y chang cách đọc của phờ phở của việt nam chúng ta nhưng Bình Trung họ viết chữ này. Y chang cái cách đọc phở phở của mình luôn. Ừ. Mình đọc, bên Đài Loan đọc phơ. Mình đọc phở, Đài Loan đọc phơ. Và Bình Trung họ đọc chữ này là phô. Phô. Có bốn chữ này thôi. Họ đọc bô, phô, mô, phô. Bốn chữ khác thôi. Còn bao nhiêu là giống nhau hết. Ừ. Tuyệt. Họ. Sau đó mình đổi qua cái chữ tơ. Chữ tơ của Đài Loan dùng chữ này. Tơ. Hey, chữ tơ của bên Trung họ dùng chữ này. Việt Nam mình có chữ tờ. Và chữ tơ của hai bên, hai nước viết khác nhau. Nhưng mà cái cách đọc thì tương tự như tiếng Việt mình thôi. Mình đọc tờ, mình bỏ dấu quyền đi thành tơ. Tơ là ra tiếng Trung. Họ đổi qua chữ nơ. Đây là chữ nơ của Đài Loan. Chữ nơ này nó tương đương với chữ n của Việt Nam chúng ta. Và bên Trung họ cũng viết chữ này luôn. Nhưng chữ này, chữ n này nó chỉ đứng trước người ta thôi. Chứ nó không bao giờ đứng ngang sau làm âm phụ hết. Nó đứng trước người ta thôi. Ừ, chữ này đọc n n. Sau đó mình đổi qua chữ l. Đây là chữ l của Đài Loan dùng. Chữ l của bên Trung họ dùng chữ này. Và tương đương với chữ l của Việt Nam mình, họ đọc là l l. À, mình đổi qua chữ cơ, giống như vô lớn vô bé mà hai dấu như thế này. Đó là chữ của Đài Loan viết. Còn chữ của bên Trung họ viết là viết chữ này. Chúng ta đọc là Việt Nam mình đọc cờ. Bên này họ đọc cơ, cả hai cách viết đều rất xa lạ đối với chúng ta, chúng ta để ý. Họ đọc là cơ, cơ, sau đó đổi qua chữ cơ, đây là chữ cơ của Đài Loan Dùng. Ừ. Thiếu chữ thơ rồi hả? Ừ, ừ đúng rồi, thiếu chữ thơ rồi. Chữ tơ sau đó đến chữ thơ rồi mới đến chữ nơ, thiếu chữ thơ ở đây rồi. Vì thế thiếu chữ thơ chúng ta phải bổ sung thêm chữ thơ ở đây. Đây là chữ thơ của Đài Loan Dùng. Còn chữ thơ của bên trung họ dùng chữ này tương đương với chữ của việt nam mình là chữ thờ ừ, chữ thờ của việt nam mình là th và bên trung lúc này viết mỗi chữ t chúng ta chúng ta cũng phải để ý ha và nó nằm giữa chữ tơ sau đến chữ thơ rồi mới đến chữ n ừ, vẫn thiếu một chữ hey xin chào chữ này đọc thơ việt nam mình đọc thờ tiếp theo mình đổi qua chữ khơ đây là chữ khơ của đài loan dùng chữ khơ của bên trung họ dùng chữ k thôi Việt Nam mình dùng KH, họ dùng có mỗi chữ K. Chữ này tương đương với chữ K của Việt Nam chúng ta. Họ dùng mỗi chữ K mà thôi, chúng ta để ý ha. Chữ này đọc khơ, khơ, Việt Nam đọc khờ, họ đọc khơ. Đây là chữ hơ của Đài Loan dùng. Chữ hơ của bên Trung họ dùng chữ này và Việt Nam mình cũng có chữ này luôn. Việt Nam mình đọc là hờ, nhưng họ đọc là khơ, khơ. Đó. Tiếp theo mình đổi qua chữ chi, bắt đầu từ chữ này họ sẽ không đọc ơ nữa. Họ đọc y, ở đằng sau chi chi bên trung họ dùng chữ này họ sẽ thêm chữ y ở phía sau chi chi dùng cái CHI của việt nam mình đọc ra chi họ tiếp theo mình đổi qua chữ chi ba chữ này họ đều đều, đều đọc từ đầu lưỡi hết chi chi đầu lưỡi chúng ta để thẳng ra và đọc từ đầu lưỡi chi chi chữ này bật hơi ở bên trung họ dùng chữ này chi chi đó. Tiếp theo mình đổi qua cái chữ này Giống như cái chữ T viết hoa của Việt Nam mình vậy Ở bên Trung họ dùng chữ này Ta lấy cái chữ này cộng với chữ Y Cũng thẳng lưỡi ra Đọc bằng đầu lưỡi luôn C si, C si. Ba chữ này chúng ta bật đọc bằng đầu lưỡi Và kéo theo chữ Y Đó. Tiếp theo mình đổi qua cái chữ Uống lưỡi của bên Đài Loan dùng Đài Loan dùng chữ này Việt Nam mình có chữ chờ tre Thì chữ này tương đương với chữ chờ tre của Việt Nam mình đây nhưng mà họ đọc họ kéo theo Ư nữa Họ không có viết chữ Ư ra Họ bên Trung Quốc Họ viết chữ Y ra Khi nó đứng một mình họ sẽ thêm Y vào Nhưng họ lại đọc Ư Chị... Bằng cách chờ re cộng với Ư là ra ngay Chị... Sau đó Đài Loan đổi qua chữ này Còn bên Trung Quốc thì họ dùng chữ CH Những chữ này đối với các bạn học tiếng Trung rất là ấn tượng Vì nó khó đọc Chữ này uống lưỡi và bật hơi ra chi cái lưỡi của chúng ta uống lên mà còn phải bật hơi cho nên cái lưỡi sẽ đánh lên trên một phát chi chi tiếp theo mình đổi qua cái chữ này đài loan viết như thế này còn bên trung thì họ dùng sh ta lấy cái chữ s này chữ s này việt nam mình phải uống lưỡi đúng không nè ta lấy cái chữ s này cộng với chữ ư để đọc ra bên trung lúc này ghi sh ta thấy zh ch sh mà có h ở đằng sau cái chữ đó là phải uống lưỡi lên à, Chữ này đọc. Lấy cái chữ này cộng với chữ ư. Sư. Chỉ có uống lưỡi thôi. Đừng bật hơi ra. Sư. Chữ bật hơi nó nằm ở đây. Sư. Còn cái này chỉ là sư. À. Họ tiếp theo mình đổi qua một cái ô vuông. Bên trong chấm một cái. Đóng lại. Đây là của Đài Loan dùng. Còn bên Trung thì họ dùng cái chữ này. Việt Nam mình có chữ r. Chữ r. Thì chữ này tương đương với chữ r của Việt Nam chúng ta. Nhưng họ có thêm ư vào. Cho nên họ mới đọc r. Rư. họ không có ghi ra nhưng mà cái cách đọc có rư trong đó chúng ta phải tự thêm vào rư rư họ tiếp theo mình đổi qua chữ tư đây là chữ tư của đài loan dùng chữ này chúng ta đọc thẳng lưỡi ra vì uống lưỡi nó nằm đây rồi uống lưỡi là chữ này chữ này thì tương đương với chữ C, H, ch chờ chữ này thì tương đương với chờ tre và phải có âm ư ở phía sau để đọc nó mới ra được cái chữ đó còn cái chữ này thì phải có CH cộng với ư ở phía sau mới đọc ra được cái chữ này. Cái chữ này cũng vậy, nó đọc từ như chữ CH, CH nhưng nó cộng theo y chứ không phải là cộng theo ư. Vì thế cái cách có thêm y vào với lại thêm ư vào đọc hai cái nó khác nhau. Chữ này đọc chi chi theo tiếng Việt ha. Chi thì chữ này đọc zi zi thẳng lưỡi thẳng lưỡi ra. Zi Ở bên Trung họ dùng cái chữ này. Z thấy Z mà Z H thì họ phải uống lưỡi lên còn Z không á, thì không cần sau đó mình đổi qua cái chữ này Đài Loan viết như thế này còn bên Trung thì họ viết chữ C hay chữ này CH H là phải uống lưỡi bật hơi còn cái này không uống lưỡi chỉ cần bật hơi thôi đọc thẳng lưỡi ra sư sư sau đó đổi qua chữ S ta thấy S này tương đương với chữ S uống lưỡi của Việt Nam chúng ta bên trung thì ngược lại họ viết sh mới đúng uống lưỡi còn họ viết s này thì tương đương với chữ s này của việt nam mình cộng với chữ ư hey. chữ này đọc sư sư đài loan viết như thế này sư hả tiếp theo mình đổi qua chữ y đây là chữ y của đài loan dùng chữ này đọc y y chữ y của bên trung có hai cách viết khi y đứng trước người ta hoặc y đứng một mình thì họ viết như thế này. Còn y đứng sau các âm các âm khác nó đứng sau làm âm phụ thì chữ y nhất định sẽ là y ngắn. Khi nào mà họ nói ý cơ lệnh ý ý tông phản chữ sơ thì cái từ đó sẽ dùng cái từ này y dài cộng với y ngắn. Còn chữ y này đứng sau người ta làm âm phụ sẽ là y ngắn chứ không phải là y dài. Này chữ này đọc y Việt Nam mình cũng có y. Sau đó đổi qua chữ u đây là chữ u của Đài Loan dùng. À, lúc này chúng ta không đọc chữ x chữ x ở đầm đây. Đây là chữ x À, đây là chữ u chữ này đọc u bên trung có hai cách viết khi u đứng trước người ta họ sẽ đổi nó thành w mà u đứng một mình thì đặc biệt w mà còn thêm u nữa à, còn u đứng trước người ta ở bên sau này có cái âm phụ thì u đó sẽ đổi w còn u đứng phía sau người ta làm âm phụ phía trước này có bơ phơ mơ tơ nơ u đứng phía sau y chang chữ u của tiếng việt mình luôn việt nam mình đọc là u họ cũng đọc là u luôn sau đó mình đổi qua chữ Y Đây là chữ Y của Đài Loan dùng nhưng mà Chữ này không phải là chữ U ha Chữ này đọc Y cách đọc tự với uy tín của chúng ta Uy tín mình chữ U đứng trước Nhưng họ chữ Y đứng trước chữ U đứng sau Chữ này đọc Y khi nào mà nó đứng một mình Hoặc nó đứng trước người ta Thì họ sẽ dùng Y dài cộng với chữ U còn nó đứng sau người ta thì giống chữ U quá cho nên trên đầu phải thêm hai dấu chấm. Nó đứng phía sau người ta, nó là cái chữ này. Còn nó đứng trước người ta là chữ Y dài cộng với chữ U. Ừ hảo Sau đó mình đổi qua chữ A Vì hôm nay viết thiếu một chữ cho nên tới đây rồi chữ A nó nằm ở đây Ờ, hả? Chữ này đọc A A Chữ A của bên Trung họ dùng chữ này A A Tương đương với chữ A của Việt Nam mình luôn Đổi qua chữ O Cái miệng tròn do đọc ra O Chữ O bên Trung đọc chữ này O Sau đó đổi qua chữ Ơ đây là chữ ơ của đài loan dùng ơ u an ơ chữ này đọc ơ chữ này bên trung con người con nơi họ đọc ơ ơ hơi tự ơ ơ ơ ơ con nơi đọc ơ con người nơi đọc ơ ơ hả và đặc biệt lúc này cái chữ này nó giống như chữ này viết đây luôn đi à, chữ này đọc e e chữ e của bên trung họ dùng chữ này và lúc này hai chữ này giống nhau quá họ cho thêm cái nón vào để phân biệt thêm cái nón vào là rất giống tiếng việt luôn rồi chữ này đọc e e chữ e này tương đương với chữ e của việt nam chúng ta à, nhưng mà khi nó ra ngoài này sẽ nó không còn cái nón nữa ha à, lúc này nó có cái nón tại vì hai chữ giống nhau quá cho nên phải có cái nón để phân biệt thôi sau đó mình đổi qua chữ I chữ ai của đài loan là dùng chữ này một gạch kéo đây móc về đây là chữ ai của đài loan dùng chữ ai của bên trung họ dùng chữ này chúng ta đọc một âm thôi chỉ cần đọc chữ ai là được rồi ai sau đó đổi qua chữ a giống như số 7 bị nghiêng một bên vậy a chữ a này cách đọc tự với ớ a của việt nam mình a. chỉ cần đọc a là được rồi đừng đọc ớ a bên trung họ viết như thế hey ni hao sau đó mình đổi qua chữ ao Chữ ao của Đài Loan dùng chữ này Ao Ao Bên Trung viết y chang tiếng Việt luôn Và chúng ta đọc một âm thôi ha Ao Ao Vậy nó ra được hai chữ hả Sau đó mình đổi qua chữ ô Chữ ô của bên Đài Loan viết chữ này Ô Nghĩ hào, Nghĩ hào, Ô Bên Trung dùng chữ này Cách đọc của nó từ với chữ ớ u ô của Việt Nam chúng ta họ đọc ô. ou họ tiếp theo mình đổi qua chữ an chữ này chúng ta đọc đầu lưỡi một tí xíu an an và tương đương với chữ này của việt nam mình luôn việt nam mình gọi là an à, an có chị an đen trên kênh tiktok hoặc là bình an, an an à, rồi gì nữa an toàn à, bên này họ gọi là an toàn an an họ đọc hơi đầu lưỡi một tí xíu ha an chuyển bình an Đó, tiếp theo mình đổi gọi đổi qua cái chữ sành tiền đại loan viết như thế này vì nó khá giống tia đi chấp điện cho nên người ta mới gọi dạy cho các con thiếu nhi là cái này gọi là sành tiền ấn ờ, sàn tiền ơn. chữ này chúng ta đọc hơi đầu lưỡi một tí xíu cách đọc tự với ơn nợ in của việt nam mình à, khi nào mà nó đứng một mình á thì nó mang nghĩa ơn nghĩa à, ơn nghĩa đồ cảm cảm ơn đồ là có nó còn nó đứng phía sau thì nó bỏ chữ e đi nó là tương đương với chữ n thứ hai à, ở đây có một chữ n rồi chữ này đọc n n nhưng chữ n này nó chỉ đứng trước người ta thôi nó không bao giờ đứng sau làm âm phụ Ê, còn chữ n này thì khi nó bỏ chữ e đi rồi nó đứng phía sau làm âm phụ người ta nó là chữ n thứ hai trong tiếng trung à, ví dụ chín thiên tờ chín chín thiên là chín thì phía sau nó có chữ n à, phía sau nó có chữ n Họ, tiếp theo mình đổi qua cái chữ ăn Đây là chữ ăn của Đài Loan dùng ăn Chữ ăn của bên Trung y chang tiếng Việt luôn ăn ngờ à ăn ăn Chữ này chúng ta phải đọc từ cổ họng đọc ra ăn ăn tiếp theo mình đổi qua cái chữ ân Ân này chúng ta phải đọc từ cổ họng đọc ra ân ân Hổ lộn pha chú lại tờ ang、嗯、这 ừ. ang、嗯、也是喉咙发出来的声音，ang ang 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 好，ở bên trung họ dùng chữ này e và ng khi cái chữ này nó đứng một mình thì họ thêm chữ e vào cách đọc thì tựa với chữ ớ ngờ ưng của việt nam chúng ta nhưng khi nó bỏ chữ e rồi nó lại cái chữ này nó tương đương với chữ ngờ của việt nam mình ừ、uhm. tiếp theo mình đổi qua chữ r Chữ R của bên Trung họ dùng chữ này. R, R. Chữ Ơ này bên Trung họ dùng. Bên Đài Loan họ dùng chữ này. Bên này bên Trung dùng. Hey, chữ này chúng ta phải đọc uống lưỡi lên. Việt Nam có chữ ơ không uống lưỡi. Chúng ta uống lưỡi lên. Lấy cái cách đọc đó lấy uống lưỡi lên nữa. Sẽ ra được chữ này. R, R, Hào, R Dùng chữ này. Họ, tiếp theo mình đi ghép âm. Đây là của Đài Loan dùng chữ Y ghép với chữ A. Liên cỡ. Bên sinh y Y-a-ya ừ. à, à, của Đài Loan viết như thế này. Còn y-a-ya à, bên Trung, y đứng trước, không ai chặn nó. Họ sẽ dùng y dài cộng với chữ a. Còn nó đứng phía sau, người ta nó làm âm phụ. Thì y-a-ya à, nhất định sẽ là y ngắn chứ không bao giờ là y dài. Khi nào mà họ nói giả xoa, giả cao, xoa giả. Ừ. Giả xoa, giả cao, xoa giả, giả trừ. Y-a-ya à, hết. Vì chúng ta nghe chỉ có dạ thôi, không có âm nào đứng trước hết. Còn mà nó đứng trước, đứng sau, đứng trước này có bơ, nơ. Thì y a nhất định là y ngắn chứ không bao giờ là y dài. Ừ. Sau đổi qua y o yo. Đây là Đài Loan dùng chữ này. Y o yo bên trung cũng vậy, y đứng trước không ai chặn nó thì chữ y là y dài. Còn y o yo đứng phía sau làm âm phụ sẽ là y ngắn. Yo, 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 yo. Y o yo sau đó đổi qua chữ y ghép với lại chữ e đài loan viết như thế này y e dê. y e e y bên trong chữ y đứng trước không ai chặn nó chữ y sẽ đứng trước đứng đầu tiên thì trả là y dài e điền ra sau lúc này e không còn cái nón nữa y e dê. y e e y đứng phía sau làm ông phụ sẽ dùng y này à, ví dụ nói tôi wow, té tàu là tôi té tàu là tôi té rồi tôi ngã rồi té tàu sẽ dùng cái chữ này ở phía trước đó có chữ tơ à, Tơ ie e ye tía Tía ừ. Còn mà nói dễ 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 qua hối lại là Ông nội con về rồi đây Dễ dễ sẽ là dùng âm này Dễ 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 Chữ này đọc năm âm ừ. Hả? Sau đó chúng ta đổi qua chữ y ghép với lại chữ ai Y ai dài Để đoàn viết như thế này Y ai dài y ai dài, y đứng trước dùng y dài ai hai chữ điền ra sau. y ai dài đứng phía sau làm âm phụ sẽ là chữ này. dài, 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 dài. ᄂ, à. sau đó chúng ta điền chữ y ghép với lại chữ, ờ, à, ao, y ao, dao. y ao, dao. chữ y đứng trước sẽ dùng y dài ao hai chữ điền ra sau. thường nói, dao, dảo dảo dao. Khi dùng âm đó sẽ dùng cái chữ này Còn mà nó đứng phía sau làm âm phụ người ta Phía trước này có performer, nơ Thì cái chữ y đó nhất định sẽ điền y ngắn Chứ không bao giờ điền y dài dao dao, dảo dao Y o, yo Lúc này y ghép với o Để làm viết như thế này Chữ y đứng trước dùng y dài O hai chữ điền ra sau Còn đứng phía sau sẽ đọc yêu Y trang tiếng Việt Chữ này của Việt Nam mình luôn Đọc yêu Ví dụ tiêu tiêu vứt đi ờ uh, ná truy tiêu hoặc tiêu lơ sơ tiêu lơ sơ là vứt rác thì sẽ dùng âm này còn mà đứng trước ví dụ như là phấn dỗ dồ chén vô lại là cha dỗ phía sau đều phía lúc nó đứng một mình người ta nói cha dỗ thì chữ dỗ đó có thanh hai đọc cái chữ này thêm thanh hai thành dỗ thanh ba thành dỗ thường là phấn dỗ hoặc bạn hữu hoặc là dầu mấy dầu chén dầu sờ mờ dầu phấn từ dầu chơ thì là thanh này cộng với thanh ba chữ này cộng với thanh ba còn cái chữ mình nói vô lại là vô giao nè vô trai lại sư là vô công chùa là từ này sẽ ra cộng với thanh tư vô à vô 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 bốn âm ta đọc thế 好。 Tiếp theo mình đổi qua chữ y an yên. Đây là chữ y ghép với lại chữ an y an yên. đoàn viết như thế này. Y an yên y đứng trước dùng y dài an điền ra sau. Còn miễn thiên tờ thiên sẽ dùng âm này để điền vào. À, ờ, miễn thiên tờ thiên sẽ dùng chữ t ở phía trước. Chữ t sẽ đọc thành chữ thơ. Giống như chữ thờ của mình. Thiên. Yên. 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 Bốn âm ta đọc thế. Yên. Châu yên. Mày yên yên. 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 ba sao chứ Ít răng muối lại á yên con mắt hoặc là yên chinh hoặc yên chinh ờ yên hoặc diện chinh yên chinh là yên chinh mà nghe nhấn xuống nha chinh là mắt kính mà yên chinh nghe qua lại là con mắt còn yên yên thường là xào yên chữ ta nghe qua tiểu yên tử mà xào yên chữ sử dụng thanh tư chữ này xào yên chữ ở tiếp theo chúng ta đổi qua chữ y ghép với lại sản tiền in Đài Loan viết như thế này Khăn đà phản thị chữ mà Khăn á phản thị chữ in y in Chữ này tương đương với y in, in của mình Khi nó đứng phía sau thì nó viết như thế này Y chang tiếng Việt của chúng ta là chữ đó Nhưng khi nó đứng một mình Không ai chặn nó phía trước hết Chữ y họ sẽ ghi hai chữ chữ này e n n chữ e đã bị bỏ đi và nó viết thành chữ n thứ hai đứng phía sau người ta à, ơn, đọc y chang tiếng việt đọc bằng đầu lưỡi i in ơn, in 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 sau đó chúng ta đổi qua chữ y ghép với lại chữ ăn y ân dân đài loan viết như thế này y dân chữ y đứng trước dùng y dài ăn điền ra sau còn y an dân đứng phía sau làm âm phụ ta sẽ dùng y, y ngắn. Ừ. Dân 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 dân. Tiếp theo mình đổi qua cái chữ y ghép với lại chữ ân đọc từ cổ họng ra. Y ân yên y ân yên. Ta đánh vần cái chữ này nhưng có cái là được chúng ta đừng đọc y ngờ, đừng đọc y ngờ mà đọc y ân Y ân vì chữ này Việt Nam mình đọc chữ ngờ chứ họ đọc ân đọc từ của họng ra. Ân khổ lộn tập sinh yên. Ân y ân yên. lấy cái từ đó đánh vần sẽ ra. Và chữ y này họ ghi hai chữ. Chữ này e ngờ. E và e ngờ không lấy chữ e. Chỉ lấy chữ e ngờ qua thôi. Khi nó đứng một mình. Yên 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 yên. hậu yên ngờ. Cứng quá à. Hậu yên cộng với thanh tư là cứng quá. Sẽ dùng chữ này. Ừ tiếp theo mình đổi qua chữ u bắt đầu đi ghép chữ u với các chữ khác đầu tiên ghép chữ a u a qua à, u a qua chữ u đứng trước sẽ dùng w a điền ra sau còn u a qua đứng phía sau làm âm phụ sẽ dùng chữ u này chứ không ghi chữ w a qua quả quả qua tiếp theo mình đổi qua chữ u o đây là chữ u ghép với lại chữ o u o uo u wo ờ wo, wo 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 thường nói là wo, wo là tôi là chữ này cộng với thành ba còn đứng phía sau người ta làm âm phụ sẽ là chữ này Ê, ừ, bốn âm ta đọc wo 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 hãy sư ừ, cái gì đó hãy sân tờ hãy nói sân hổ. sân hỏa là sinh hoạt cuộc sống rồi đó nó đứng phía sau hỏa đứng phía sau là sẽ là chữ này Ừ. Tiếp theo mình đổi qua cái chữ UI kết hợp UIY Đài Loan viết như thế này UIY U đứng trước dùng W I hai chữ điền ra sau Khi nó đứng một mình nó Không ai chặn nó hết Nếu mà trước này có người chặn nó Thì UIY sẽ là chữ này <laughs> à, Hoặc là hoài <laughs> tiêu là <cười> hư rồi Hào <laughs> Đều là âm này hết đứng phía sau Làm âm phụ còn nó đứng trước, quay, 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 quay. Đứng phía trước sẽ điền âm này. Ừ. họ Tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại chữ A. U, A, quay. U, A, quay của Đài Loan viết như thế này. U, A, quay. U đứng trước, dùng W, A, hai chữ điền ra sau. Còn đứng phía sau sẽ trở lại chữ U và chữ E, không ghi chữ Y ghi xuống. Quay, quay, way way Quay sao quay, alo? Wei way Wei Wei we. còn nó đứng phía sau người ta nói da, dạ. người ta nói tuy là nị tả tuy là hoặc là tuy bùi chỉ sẽ là cái chữ này cộng với chữ tơ chữ tơ viết vào thành chữ giờ mà đúng không chữ tơ viết thành chữ giờ tuy là hoặc là tuy bùi chỉ nó đứng phía sau là chữ đó họ tiếp theo mình đổi qua cái chữ u an đây là chữ u an wan u an wan của đài loan dùng xin chào xin chào mọi người xin chào tất cả anh chị em mình À, có ai muốn học tiếng Trung cùng Vân miễn phí mỗi ngày như thế này các bạn hãy follow kênh Vân để tìm thấy Vân mỗi ngày có thể học à, để ông thôi lướt ra rồi sẽ không thể tìm thấy Vân nữa nha. À, tại vì khi mình rước ra lướt ra không biết tên mình không biết tìm từ đâu và không biết hỏi như thế nào cho nên các bạn muốn học các bạn hãy follow kênh Vân để học thì miễn phí mỗi ngày. Hảo u an -wan. đài loan viết như thế này chúng ta đang làm là hai bản chữ cái một bản của đài loan màu đỏ một bản màu đen là của trung quốc chúng ta làm cả hai bản chữ cái của hai nước luôn ờ à, ai nói gì ta cũng hiểu và chữ của họ viết sau ta cũng hiểu hết ờ à. hả u an quan u an quan của đài loan viết như thế này u an quan của bên trung chữ u đứng trước không ai chặn nó họ thay chuyển nó thành w an điền ra sau các bạn thường thấy thái quan the One thái quan ăn trước này có chữ tay Tài quan, tài mình hay đọc tài quan, tài quan chứ thật chất nó là thái quan à, Thái quan thì cái chữ quan sẽ là chữ này Còn quá xì khoan chữ khoan sẽ là chữ này Nó điền phía sau người ta, phía trước này có chữ hơ Chữ hơ tương đương với chữ hờ của Việt Nam mình mà Khoan thành một, khoan họ sẽ điền âm này ra phía sau Còn mà nói thái quan, hào quán, hào quán thanh hai, quán Ờ, à, Thái quán là, ta quán, xáo oán, chữ này thành ba Thành từ tự đọc Quan. One, 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 Hôm nay chị lai like trễ tại vì hôm nay bé nhà chị nó tổng kết cuối năm và liên hoan xong 12 giờ đã về rồi. cho ừ, nên phải 12 giờ phải đi chở con về rồi sau đó lo cho nó ăn ăn no đi rồi nó ngồi ở dưới lầu nó chơi với bạn nó thì chị mới có có thể an tâm mà ngồi đây làm được. Ừ. Tiếp theo mình đổi qua chữ u ghép với lại sành tên ấn u ấn quên u ấn quên chữ này chúng ta đọc bằng đầu lưỡi à, nó phân biệt từ đầu lưỡi thì nó dễ dễ phân biệt hơn tại vì khi mà chúng ta phân biệt được rồi á khi một lát nó có một chữ khác nữa ta mới có thể phân biệt ra rõ hơn được bây giờ nó mới là một chữ hai chữ thôi nó còn lúc nó vào ba chữ nữa nó càng khó hơn nữa à. vì thế hãy nhớ đọc bằng đầu lưỡi thì nhớ đọc bằng đầu lưỡi u n win u n quên. chữ u đứng trước dùng w n này e n n gặp phải chữ u này sẽ không bỏ Viết luôn chữ E và chữ N vào Nhưng đứng phía sau lại bỏ Chữ U trở lại, chữ E không ghi, N ghi xuống quên quấn, when quên Ê Quấn, when quên quấn Thường nói quên tu Độ, nhiệt độ Cái độ ấm của nó, nhiệt độ của nó Xoay từ quấn tu Cái nhiệt độ của nước Ừ Thường nghe quấn tử, quấn à, Quấn phạ Ừ Thanh ba ta đọc quần, quần tiền, quần cụ, tràn quần. Thanh tư ta đọc quần, quần, quần Ta đọc quần, quần. Lúc này chưa có dấu gì, nó tương đương với thanh một. Ta đọc ngang qua. Quần, đọc bằng đầu lưỡi. Quần. Tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại chữ ăn Chúng ta đọc chữ ăn này là từ của Hồng đọc ra. Vì thế chữ U ghép với chữ ăn cũng phải đọc từ của Hồng đọc ra luôn. U ăn, quần u ăn, quan u đứng trước dùng w, ăn này giống ăn, ngờ ăn viết ra sau. đứng phía sau làm âm phụ sẽ là chữ u như thế này, không viết chữ w. u ăn, quan wang, 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 wang. điện thoại chúng ta cần xài đến mạng. phải có mạng. mạng gọi là wang lu. wang lu, thanh ba. wang lu, tự wang. wang. wang này thường nói họ vương. họ vương sẽ dùng tới thanh hai. wang. ờ. À còn quân thường nói quăng chi quên rồi à, Quăng tiếp theo mình đổi qua chữ u ghép với lại chữ ân u ân quân chữ này ân này đọc từ cổ họng đọc ra thì bây giờ nó ghép với chữ u nó cũng đọc từ cổ họng đọc ra luôn u ân quân u ân quân thường ta nói cái con lật đật ấy, cái con nó có cái cái cục đỏ cái cục, cục trần do với đích đứng cỡ nào cũng không té hết cái đó con lật đật đó gọi là bù tạo quân Bù tạo quân sẽ dùng W âm này Còn đứng phía sau là ông phụ sẽ biết O Ngờ ông Nhưng không đọc O ngờ ông Mà hơi đọc ung ung Ví dụ như công chua Công yuen Chua công Hoàng Phi hổn Hổn Nguyên Sẽ dùng tới âm này Ừ. Còn đứng trước Bãi thổ quân Lào quân Hoặc là u tạo quân sẽ dùng từ âm này. Thôi, à, tiếp theo mình đi ghép ghép âm u để làm u của Đài loan ghép với âm e chúng ta đừng đọc u nha. u e yue, ừ. u e yue. Chữ u đứng trước họ dùng hai chữ chữ e điền ra sau, còn đứng phía sau làm âm phụ trên đầu phải thêm hai dấu chấm để không thôi nó giống chữ u. Chữ e điền ra. yue 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 yue. Yue, 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 yue. Tiếp theo, y ghép với an. U an, duyên Y an, yuen. uy lúc này dùng hai chữ. An hai chữ điền ra sau. Còn đứng phía sau làm âm phụ bên trung sẽ đổi trên đầu có hai dấu chấm chữ an ghi xuống. Yuen, duyên yuen, yuen. Thảo yuen, thanh hai dùng cái chữ này. Yuen. Hảo yuen, sao quá, thanh ba, yuen. thành tư đọc, yuen y yuan bệnh viện sẽ dùng tới âm tư yuan ờ à. yuan 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 bốn âm ta đọc thế tiếp theo ta đổi qua chữ y ghép với lại sàn tiền ơn đại loạn nói thế y ơn yuan đọc đầu lưỡi y ơn yuan chữ y lúc này dùng hai chữ chữ e này em không lấy chữ e lấy chữ n nó biến thành chữ n đứng sau người ta ờ à. Còn đứng phía sau làm âm phụ thì trên đầu phải thêm hai dấu chấm chữ N ghi xuống. Yuen, Duyên, Duyên, yuen. Thường nói, thổ hậu Duyên, thành một. Duyên. thành hai đọc yuen, bãi yuen. Ờ, à, bãi yuen hoặc yuen toan, đọc yuen. Thành ba ta đọc yuen, thành tư ta đọc Duyên. À, lúc này chưa có thanh gì hết, tương đương với thành một. ghép với lại ân, lúc này đọc từ cổ họng ra. Uy ân dung băng dung là người giúp việc nha dũng 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 bốn âm ta đọc thế chữ uy phía sau là chữ u gặp phải em này không là chữ u nữa mà là chữ o chữ ngờ ghi xuống đứng phía sau làm âm phụ sẽ là y ngắn chứ không dùng y dài à, đó là cách dùng của bên trung quốc Bạn chữ cái ta đã xong rồi mỗi ngày cũng làm như đó đó rồi các bạn thấy có vấn đề gì cần hỏi không có chỗ nào không hiểu không xin thêm ngồi sang ban thổ hình duyên à, tại hôm nay nóng quá thật sự rất là nóng ngay lúc 12 giờ trưa vô cùng nóng số so, gì ta cha chi tờ tua hơi sưởi ô quay miên hình rơ hình rơ giao bổ sung sưởi phân bù lan hơi thổ hơi duyên ừ xin thêm hình rơ ta cha yêu tô tua hơi tiền sưởi bù lan hơi thổ duyên ô ngày hôm qua có hai có ba câu chưa biết hết, chúng ta tiếp viết tiếp ba câu đó và giải thích thêm phần phía sau nữa về cuốn sách. Sức khỏe. Ừ, uhm, cuốn sách sức khỏe. Cuốn sách sức khỏe này thì học cái gì? Học tiếng Trung cần gì tới thức sức khỏe, chúng ta học là học chữ của nó. Học chữ của nó để khi chúng ta sống ở nước ngoài, những cái vấn đề gì liên quan tới sức khỏe của chúng ta và thân thể của chúng ta, chúng ta đều biết tiếng Trung nó gọi là gì. Ừ. Uhm. Đó, chứ không phải là chúng ta đi học cái phần này là cái phần hình ảnh thôi ha à, bác tiktok ơi cái phần này là cái phần hình ảnh chứ không phải là nó bị uh, sách trong sách giáo khoa chỉ là phần thị, hình ảnh thôi chứ không phải là nó trần truồng thật nha đó đây là nói về một cái hình ảnh nói về thân thể bộ thân hình trên cơ thể mình có tên gì phần nào phần nào và tên gọi của nó là gì à, từng phần từng phần trên cơ thể của chúng ta có cái tên gọi là gì bên trên này đều có ghi ra hết ừ, chúng ta sẽ cùng đọc và giải nghĩa nó ra hả ừ. đầu tiên cái phần bản chữ cái ok rồi phải không ok rồi chúng ta vào nha lấy cái bột bánh này ra ok Thân thị ừ ta thấy cái chữ thân thị mờ quá mờ quá mở làm sao đây ừ. đứng lên tí để vâng lấy cái bàn có cái bàn để để Ni hao, ni hao. Đây là hình ảnh thôi nha. Đừng có... <laughs> thấy hết hồn ở đây thân thì sinh thì là thân thể hai chữ này là thân thì thân thể chữ sinh thì chúng ta đọc bằng đầu lưỡi và uống lưỡi lên chữ sư sư ân sinh thơ y thi sanh thân thì khi ta viết vần sẽ đánh vần từng chữ bây giờ chúng ta không cần đánh vần từng chữ chúng ta chỉ cần đọc qua cái chữ của nó và giải nghĩa nó ra tiếng việt là được rồi ha một lát nữa chúng ta viết sẽ có đánh vần từng chữ khi viết vì thế, không lãng phí thời gian ở phần này ha. đó sinh thì hai nghĩa này có nghĩa là thân thể cơ thể của chúng ta. băng trụ có nghĩa là giúp đỡ. 嗯, ừ, băng này Mà nghĩa giúp đỡ chúng ta giúp chúng ta cái gì đó. băng tru. ở đây là chúng ta. chúng ta. thì yen hai chữ này là trải nghiệm. trải nghiệm. sân khổ là cuộc sống. Họ lúc này cái câu này mang nghĩa: Sức thì giúp chúng ta trải nghiệm trải nghiệm sống. Sức thì giúp chúng ta trải nghiệm sống. Có nghĩa là cái sức cái thơ cơ thể của mình giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Ừ, cơ thể của này giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Phải có sức khỏe thì chúng ta mới có thể trải nghiệm bất cứ điều gì trên thế gian này. À, muốn chơi muốn bơi lội hay muốn làm sao đó muốn leo núi đều phải cần có sức khỏe mạnh khỏe mà ảo nì nấn ở đây là bạn nấn là có thể xô là nói nì nấn xô ta phải uống lưỡi nha nì nấn xô ừ, nì là ra sân thì là cơ thể cơ bộ vị tên mà cơ có nghĩa là mỗi một bộ phận trên cơ thể của chúng ta còn miếng chân này là gì Miễn chân này là cái cách gọi cái tên gọi của những cái bộ phận trên cơ thể ta từng bộ phận đó cái tên gọi của nó là gì ở à, tiếng việt thì mình biết chứ còn nhiều lúc tiếng trung chưa học qua chưa biết nó gọi là gì Ờ, à hả y chỉ lại rên y chỉ là chúng ta cùng nhau cùng với cuốn sách này hoặc cùng với các bạn cùng với cô giáo hoặc cùng với ai đó lại nhận sư tha mẩn ba lại nhận sư tha mình lúc này các bạn thấy chữ tha mình họ sẽ dùng cái chữ tha này tha mình là cái tên của các bộ phận trên cơ thể chúng ta cho nên họ dùng chữ tha này ờ y chỉ lại mình ba có nghĩa là kêu chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chúng nhé ờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chúng nhé lúc này rên thị rên thị nhận biết về cơ thể của mình ờ Sân thị. Tiếp theo, đây là phần đầu. Phần này thì gọi là thổ bụ. Thổ bụ là phần đầu. Ở tiếp theo là con mắt thì mình gọi là gì? Dền chiên. Chúng ta thấy dền chiên. Chữ chiên này dền âm ba. Chữ chiên là âm thứ nhất. Cho nên ta đọc ngang qua nè. Dền chiên. Dền Hảo Cái chữ này đọc trời bạ. Trời bạ là gì? Cái miệng. Cái phần này gọi là rùi bạ. Hảo tiếp theo. Cái phần ngực thì gọi là sông bụ. Sông bụ. Chữ này. Sông âm thứ nhất ta đọc ngang qua. Sông bụ. Hảo. Cái phần bụng ta gọi là gì? Phu bụ. Phở phở. Dùng phở phở để đọc. Phu bụ. Phu bụ. Còn cái phần đùi này ta gọi là gì? Ta thủy. Ta thuy. Cái phần bắp dế nhỏ, cái phần đùi dưới này ta gọi là sáu thuệ. Tại vì hai âm ba các bạn nhìn thấy đây chữ nó khá là nhỏ. Sáu thuệ. Hai âm ba chữ đầu tiên sẽ biến biến thành âm hai. Sáu thuệ. Cái đùi nhỏ của chúng ta gọi là sáu thuệ. Còn cái đùi lớn bên trên ta gọi là ta thuệ. Không có phiên âm của tiếng Trung ở đây nữa. À, lúc bạn làm bản chữ cái mới là có bản, bản phiên âm của tiếng Trung. Còn lúc này là trong sách giáo khoa của Đài Loan chỉ có phiên âm của Đài Loan thôi. Ừ lỗ tai ta gọi là ở tuột thanh năm các bạn thấy dấu điền điền ở đây không tiêu trên ờ. không đọc được không đọc được một lát nữa vân sẽ viết chữ và đánh vần từ chữ ha ở tuột ở tuột đây có chữ a uống lưỡi thanh ba ta đọc à nó ở ở ở tuột chữ này đọc tơ u uo tua và thanh năm ta đọc giữa chừng dừng lại tuột ở tuột hả chữ này đọc là cái gì cái này là cái lông mũi thì ta đọc là bí zi bí bí là cái lông mũi của mình bí um. um. còn cái cái đầu gối này thì mình gọi là si si âm thứ nhất si cái si cái chữ si này chúng ta kéo ngang như thành ngang của mình si cái ờ si cái cái phần chân này thì họ gọi là gì phần chân gọi là chủ bộ chủ bộ à, chủ bù, gọi là phần chân có bao nhiêu chữ cái 37 chữ cái nó chưa tính âm ghép tổng cộng 37 chữ cái họ lúc này cậu bé đã quay lưng lại chúng ta giới thiệu về phần sau lưng của cậu bé đây là hình hình ảnh thôi ha họ cái phần vai này ta gọi là gì chen bằng chen này là âm thứ nhất ta kéo ngang qua chi an Ăn đọc từ cổ họng ra và thành ba. Chiếm bằng. Chiếm ừ, bằng. Chào chị, chào em nha. Họ, cái bắp tay này của mình. Cái bắp tay này ta gọi là gì? Sổ bi. Sổ bi. Sổ bi. Cái ngón tay thì ta gọi là gì? Sổ trị. Chúng ta thấy hai âm ba. Hai âm ba thì trong tiếng Trung âm đầu tiên sẽ biến thành âm hai. Sổ trị là cái ngón tay của mình. Số chữ chữ cho tre uống lưỡi mà Số chữ à, xin chào Số chữ hảo cái phần vai gáy này cái phần phía sau vai gáy này cái phần cổ phía sau vai gáy này cái này gọi là gì chìm bù chìm bù chị có dạy nha chị đang dạy đây chìm bù chìm bù hả cái phần vai cái phần lưng này ta gọi là gì cái phần lưng này gọi là b đọc xuống b bù hai thành từ hết bay bù bay bù ờ à, cái phần eo này ta gọi là dao bù, dao âm thứ nhất dao bù dao bù còn cái phần mông này ta gọi là thuần bù thuần bù ờ, à, hơn hôm nay tao cái tấm hình là để hình con trai để hình gái là hơi mệt rồi đó thuần bù ờ à, chị không có dạy một một nha em nha chị dạy trên mạng như thế này thôi ừ. 好, lúc này họ nói là Rấn thì Rấn thì là cái cơ, cơ, thể con người đó Rấn thì ngoại biểu Dù y Bao phụ ờ, Rấn thì Ngoại biểu là cái bên ngoài Cái bộ dạng bên ngoài của cơ thể con người y chấn Dù y này là có một Có một lớp Bao phủ sân thì Bao bọc lấy cơ thể của mình Bao phủ sân thì Ờ, bao bọc cơ thể có một lớp bao bọc, bao bọc cơ thể à, ờ, tờ chi quan chi quan này mang nghĩa cái 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 cơ quan uh, cái chức năng cái 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 trên cơ thể cái cơ quan chức năng trên cơ thể mình đó ừ, trên cơ thể lúc này họ nói là trên cơ thể mình có một lớp bao bọc thì cái đó gọi là chào chùa phí phu phí phu là gì phí phu là da ờ, phí phu là da vì thế họ nói rắn thì ngoại biểu có một tầng bao phủ thân thể của cơ quan, gọi là da gọi là da Câu này có nghĩa là bên ngoài cơ thể của con người, ờ, rắn thì có nghĩa là cơ thể con người, ngoại biểu là bên ngoài, có một tầng là có một lớp bao phủ là có nghĩa là bao bọc, ờ, thân thì là thân thể, cơ quan này mang nghĩa cái cơ quan, Ừ, cái cơ quan và cơ quan này không phải là cơ quan viên chức gì đâu ha, không phải cái cơ quan làm việc, à. cái cơ quan này là cái cơ quan cơ thể con người. đó ừ, chào gọi là phu thì câu này có thể dịch là bên ngoài cơ thể con người có một lớp ừ, cơ quan bao bọc, cái đó gọi là da, phu là da, ừ, phu là da. hổ, ừ. ở bên này họ nói u bóng sổ. Hào sổ là gì? Hào bóng sổ này có nghĩa là cái trợ thủ đắc lực gọi là hào bóng sổ. Và lúc này có 5 cái năm cái trợ thủ đắc lực, đắc lực trên cơ thể của chúng ta. Trên cơ thể con người mình có 5 phần trợ thủ đắc lực. Phần thứ nhất họ nói ở đây là vẫn nghĩ không những 5 phần đâu, phần nào cũng quan trọng hết nhưng mà họ nói trợ thủ đắc lực nhất trên cơ thể con người đó là 5 phần. Đầu tiên đó là Yên kinh Ta thấy yên kinh chữ chính sẽ là âm thứ nhất ha. Yên kinh là con mắt. Tiếp theo, ẩr er là lỗ tai. Bí, zi. Bí zi là lỗ mũi. Các bạn thấy yên jing, ẩr họ đều cách tuần hào. Tuần hào. Họ đang kể gì, những cái cùng với nhau trên cơ thể chúng ta. Vì thế con dấu đều là tuần hào, không phải dấu phải. Họ tiếp theo, chuẩy bà Chuẩy bạ chữ bạ là sẽ làm thứ năm ha. Chuẩy bạ có người nói chuẩy ba, họ sẽ dùng âm thứ nhất, nhưng trong sách là dùng âm thứ năm. Chuẩy bà là cái miệng. Han phí phu và da. Ờ, ừ. họ nói mắt, tai, mũi, miệng và da. Ờ, yên chín, ẻr đồ, bí chữ, chuẩy bạ, han phí phu. Họ tiếp theo bên này sư sân hảo băng sợ sư đều là Sân hổ, cuộc sống hoặc là sinh hoạt đều là nó Hảo báng Họ nói đều là những trợ thủ đắc lực trong cuộc sống đó Họ tiếp theo Lúc nãy Xu yào Xu yào Sau đó xin xin là gì? Tỉ mỉ vào à, Cần phải chăm sóc cẩn thận vào Tỉ mỉ vào Xu yào có nghĩa là cần tình chăm sóc, tình ờ từ này mang nghĩa cần được chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ đó. Một là cần chăm chăm sóc cẩn thận vào tỉ mỉ vào cũng được. À tiếp theo, bì miễn hai chữ này là gì? Tránh bì miễn miễn thân ba, bì miễn sinh bệnh, à, để tránh trường hợp sinh bệnh ra, à, tránh được cái trường hợp mình có bệnh tật đồ này kia xảy ra và hoa sâu sáng bị miễn sân bệnh hoa sâu sáng có nghĩa là tránh tránh bệnh tật hoặc là thương tích làm cho nó bị thương tránh mình phải làm thế nào sạch sẽ cơ thể rồi ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc rồi ngoài ra còn cẩn thận khi đi làm rồi kia để tránh cơ thể mình bị thương đúng không họ y họ bảo chúng ta nghĩ thư xem sẵn y sẵn Sào chuyên ngày hôm qua chúng ta đã làm quen với sào chuyên tên của một người bên dưới gạch một đường họ viết ngang họ sẽ gạch bên dưới viết dọc họ sẽ gạch bên trái sào chuyên là tiểu quân sào chuyên tờ nà xỉn quỷ? những cái hành vi nào của tiểu quân đó sào chuyên tờ nà xe xỉn quỷ? có nghĩa là những cái hành vi nào của tiểu quân Có gì bảo hộ diện trên có thể là bảo vệ được con mắt của cô ấy có thể bảo vệ được đôi mắt và nà xe xỉn quỷ? và Câu thứ hai đó là Nà xế xỉn có nghĩa là những hành vi nào Huay sáng diện chinh Vậy là có hai câu đối lập nhau Những cái hành vi nào bảo vệ đôi mắt Và những cái hành vi nào làm hại cho đôi mắt Làm tổn hại cho đôi mắt Ờ, ừ, hảo Lúc này Bảo bê diện Bảo vệ thân nghĩa bảo bối Diện chinh là con mắt ờ à, Con mắt bảo bối của mình Lúc này Sa chui chinh yên chinh sa chữ là gì là cát sa chữ là cát Đây là bị phân gió chui này là từ thổi động từ gió thổi cái hạt cát vào trong mắt chinh yên chinh sa chữ bay phân chui chinh yên chinh à lúc này xào chuyên dùng sổ rổ yên chinh lúc này tiểu quân đã dùng tay để dụi mắt. Dùng tay để dụi mắt gọi là xào chuyên dùng sổ rổ chiên. tiếp theo. Và ở đây họ tưởng tượng đây là con mắt. Và con mắt có nhiều điều muốn nói họ sẽ nói ở bên dưới này. Chúng ta xem. Sa zi qua sông wo le hầu thôn nha. Con mắt nó nói đó. Có nghĩa là hạt cát nó rất là bén, nó vào trong mắt mình, mình mình dụi 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 nó sẽ cắt cái đôi mắt của chúng ta nó sẽ cào nó sẽ cào cào này tạo cào, cào xước rồi đó gọi là qua son qua son này mang nghĩa cào xước con mắt của chúng ta Vậy thế con mắt nói sa tử qua son của lợ hào thông nha hạt cá cào xước tôi đó đau lắm rồi ờ, cái hạt cát cào xước đau quá cào xước tôi đau quá bên dưới ghi là chân chuê chùa phạ đúng cách là không phải dùng tay để dụi nó đúng cách ở dưới này người ta có chỉ bi diện chín nhắm mắt lại bi sang diện chín hảo răng diện lại để cho hạt cát nó đi theo cái nước mắt của mình để ra chảy ra ngoài ờ bi sang diện chín răng răng ở đây là làm cho khiến cho sa tử là hạt cát Xoáy trợ có nghĩa là đi theo cái giọt nước mắt của mình Giọt nước mắt được gọi là Dẹn lê Dẹn lê Nếu nước mắt mình chảy thì động từ của nó là Liễu chảy ra Chảy ra ngoài gọi là Liễu chu lại ừ. Bị sang chim Răng xa zi Xoáy trợ dẹn lại Tiếp theo bên này Xào chuyên Liên xuy Tên sư liàng cơ sở Tiểu quân đã liên tục coi tivi 2 tiếng đồng hồ Coi tivi mà coi liên tục 2 tiếng đồng hồ cũng không được Xào <laughs> liên hai từ này mang nghĩa liên tục Khan là động từ xem Tiên sư là tivi Liang xào 2 Liang đây là hai tiếng Liang cờ xào hoặc liang xào Cách này đều nói hai tiếng hết Ừ. Coi bị sách để em mua ở ờ, Sách lớp 2 sức khỏe và thể dục của sẽ lớp 1 chứ không phải lớp 2 mà nhưng mà học kỳ 2. Sức khỏe, sức khỏe và thể dục của các em lớp 1. Nhưng xạ Xa là kỳ 2 ha. Sang là kỳ 1. Ừ, là kỳ 2. Đó, quay lại cái phần này. Coi tivi mà coi 2 tiếng đồng hồ thì cũng rất là hại con mắt của mình. Ừ, và bên dưới này họ nói gì đây? Hào lê con mắt nói rồi Hào ô, mệt quá chân Đúng cách đúng khi mà coi tivi Đó là Khăn si, coi tivi, xem tivi Mày khan Có nghĩa là si, Mỗi lần xem 30 phút thôi Ờ, à, si, có nghĩa là xem tivi Mày 30分钟, Mỗi lần xem 30 phút Châu thì phải Xíu xí 10 phân trung Nghỉ ngơi 10 phút Thì câu này nói làm sao Coi tivi Mình là dẫn con mình Coi tivi Mỗi một lần coi 30 phút Thì phải nghỉ ngơi 10 phút Câu này chúng ta nói là Mày khăn Mày khăn tên sư Khăn tên sư Mày khăn 30 phân trung Cho là xíu xí 10 phân trung Khăn tên sư Mày khăn 30 phân trung chưa yao chưa xí phân chung thì cái từ này mày khan này là sao nó đã bị viết tắt đi rồi từ này có nghĩa là mày chư khan sân sư phân chung chưa yao siêu xí sư phần trung vì thế họ viết tắt thành mày khăn sân sư phân chung chưa yao chưa xí sư phân chung ai cũng nói vậy hết mỗi lần coi tivi là phải coi 30 phút và nghỉ 10 phút chớp chớp mắt hoặc coi nhìn xa ra để cho mắt nghỉ ngơi rồi hãy xem tiếp ừ. hảo qua bên này chúng ta giải thích hết phần này rồi chúng ta biết luôn ở bên này họ ghi là sẽ cho dễ khi chúng ta viết bài tập khi chúng ta viết bài gọi là sẽ cho dễ sử sẽ cho dễ sử sử này uống lưỡi sau đó họ nói gì xào chuyên lúc này cô bé này được ví tên là tiểu quân xào chuyên sư toàn Trần toàn là cái cách ngồi của cô bé khi cô bé ngồi viết bài uh, khi cô bé ngồi sau chuyên này là một cô bé tên là tiểu quân và khi cô bé ngồi viết bài thì cái cách ngồi của cô bé rất là rất là đúng ừ, thẳng người không có nằm trên bàn mà cũng không có ẹo, ọ gì hết ngồi rất là rất là đúng hả ừ ngồi thẳng người đó gọi là chùa chư toàn trần lúc nãy dèn chiên là con gì con mắt hành chùa miền chùa trời trẻ uống lưỡi âm thứ nhất chùa miền dèn chiên là con mắt chúng ta và cái bàn cái bàn này gọi là chua miền cái mặt bàn mà mình chúng ta để sách đó. với lại cái con mắt của chúng ta phải làm gì bảo trì công phân sáng sử công phân này mang nghĩa là 35 cm 35 cm gọi là 35 sử công họ bảo chúng ta con mắt với lại cái bàn chúng ta ngồi viết chữ con mắt với cái bàn cái khoảng cách của nó như thế này khoảng chừng 35 cm như vậy mới đúng đúng theo cái cách viết đỡ bị cận ờ, à. lúc này sẽ cho yên sử tư chuyên 坐姿端正 xin haạn vàng Tri hàng baoứ là cái khoảng cách hai chữ này mang nghĩa suy lý là khoảng cách ờ, cô ấy ngồi đúng cách cô ấy ngồi thẳng người nè thứ hai nữa là cái khoảng cách mặt bàn với lại con mắt của ấy bảo lúc nào cũng giữ khoảng chừng 35 cm khoảng cách khoảng những 35 cm cái này là đúng đó lúc này con mắt nói chuyện rồi đây cho lý ràng phụ Cái khoảng cách này khiến cho tôi cảm thấy rất là thoải mái, con mắt trả lời. Chờ cái lý, nói là cái khoảng cách này. Rằng khiến cho tôi à, làm tôi cũng được. Chờ cảm thấy sự phụ, thoải mái. Cảm thấy thoải mái. Ừ. Khi nào chị dạy nói đi. Cái này là dạy nói luôn đó. Cái này là các em phải chịu khó đọc theo thì nó mới ra được. Ờ, cái này chịu khó chị giải xong đi lát nữa chị đọc ngang qua chậm lại từng chữ từng chữ kiểu như là nó lập cái chữ nào mà nó đi chung với nhau á khoảng hai ba chữ đọc lần hai ba chữ đọc lần á ngắt chỗ nào chị sẽ ngắt ngay ngày đó để chỉ các em đọc theo chị đọc hai lần ít nhất các em phải đọc theo ha ờ, để chị giải xong đi rồi em biết ý nghĩa của nó đi rồi chúng ta đọc theo cho nó đúng hơn ừm这个距离让我觉得 SUFU uống lưỡi <laughs> phụ phủ này phở họ tôi sợ nhất tôi sợ nhất con mắt nói tôi sợ nhất là điều gì qua trụ rể con mắt này có chủ nhân mà người sở hữu con mắt đó chính là chủ nhân của con mắt đó qua chơipha trụr chạy chùa rằng ta là gì nó ngồi nó không ngồi mà nó nằm sắp nập lên trên bàn viết gọi là hoa chạy chu sẽ hoặc hành 我最怕主人趴在桌上写字或看书. Con mắt nói là cái khoảng cách này làm cho tôi cảm thấy rất là thoải mái. À, nhưng tôi sợ nhất, điều tôi sợ nhất là chủ nhân của tôi nằm trên bàn hoặc là nằm trên bàn viết chữ hoặc là làm gì? Xem đọc sách. Rất là sợ. Nếu mà nằm xuống thì con mắt nó sẽ rất là gần. Thì lâu ngày sẽ bị hư mắt. Lúc này, xa khi ra chơi. Cái giờ ra chơi gọi là xa khờ sử. Xào chuyến tàu là gì? Bên ngoài cái căn nhà khu này nằm ở nghĩa nhà. Ờ, nó có phản từ u và hụ mà nghĩa nhà. 户外 hoài có nghĩa là bên ngoài. Ở bên ngoài chứ không ở trong nhà. Xào chuyến tàu hoài hổ này là hoạt động, cử động, đi ra ngoài chạy bộ, đi chơi đồ. Cái đó gọi là hổ tông. Hoạt động này mang nghĩa hoạt động. Ừ. Đó, lúc này nói, <laughs> "Xia kè shí xiào jún dào hù wài hoạt động." Lúc này, "kàn xiàng yuán con mắt mình nhìn xa ra. "Kàn" là nhìn, "xiàng" là hướng cái phương hướng, "yuán fang" là xa. Viễn phương, "yuán fang" có nghĩa là xa. "Rang" làm cho "yán jín" phẳng sông khiến cho con đôi mắt của chúng ta làm cho đôi mắt của cô ấy hoặc là đôi mắt của chúng ta chúng ta nên là khi mà rảnh rỗi viết bài xong lên đi ra ngoài nhìn xa ra để cho con mắt của chúng ta được được làm gì được thư giãn phẳng <laughs> song có nghĩa là thư giãn dèn à, chiên <laughs> phần song có nghĩa là đôi mắt nó được thư giãn nó được nghỉ ngơi nãy giờ chúng ta nó đã đã qua quá quá, quá bắt nó làm việc quá nhiều rồi thì nên có một phút thời gian một chục khoảng chừng 10 phút đi ra ngoài nhìn xa ra cho nó đỡ chói và nó cũng khi mà vân nhìn gần nhiều quá lắc nó ra ngoài vân nhìn mặt người ta không thấy gì hết chỉ thấy cái việc bên ngoài còn bên trong mắt mũi miệng vân không thấy gì hết trơn hả ờ bảo trì lúc này con mắt nói tôi cần tôi cần là gì thích hợp thích hợp,休息, nghỉ ngơi, à, nghỉ ngơi cho thích hợp, tôi cần nghỉ ngơi cho thích hợp mới có thể tái nở,保持 duy trì,健康 là theo nghĩa sức khỏe, à, mới có thể duy trì được cái sức khỏe đó. con mắt nói tôi cần cái lượng nghỉ ngơi thích hợp thì tôi mới có thể duy trì được cái sức khỏe cho mọi người được. À, con mắt nó cũng nhiều lúc mình không biết nói chuyện cho nên mình sử dụng nó quá. Ở đây là con Vân nó đã điền rồi Nó làm được mấy phần cho nên nó điền mấy phần vào đây Lúc này họ nói là Sân hủa trung trong cuộc sống Trong sinh hoạt của chúng ta nên nâng chua tao nả xế Bảo hù yên chín tờ nơ Chua tao tờ tà cô Nếu mà làm được cái nào thì bạn đánh mốc lên Họ bảo chúng ta là trong cuộc sống chúng ta Bạn có thể làm những cái việc nào Để bảo vệ con mắt mình Bây giờ đố luôn các bạn ở đây luôn Chúng ta là học sinh mà Chúng ta thử nha Bao họ gầm vân luôn ở trong đây có à, tính ra bốn câu thì câu dưới này là cái khác ừ. lúc này thứ nhất, không dùng sổ, không dùng sổ dàn chiên không dùng tay đi dụi mắt chúng ta có không ai không dùng tay đi dụi mắt không có ai không dùng tay đi dụi mắt không tại vì tay chúng ta có vi trùng chúng ta dùng tay đi dụi mắt sẽ đưa vi trùng vào cho con mắt nó giống vậy nó không có nhiều vi trùng mà chính bằng tay chúng ta đưa lên cho nên con mắt ngày càng nhiều vi trùng ở lúc này họ nói Bú dông sổ rổ dền chiên Không dùng tay dưỡi mắt Con vân nó đánh dấu à, Có lẽ nó không dùng tay dưỡi mắt Tuy Chắc là sư vô mình đã chân khờ Chắc là sư vô mình chân khăn Như thủy dưới được khớp bệnh vậy Tuy 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 mấy chua Thường thì dùng tay dưỡi mắt đúng không à, Câu này thì chúng ta nếu mà thường Chúng ta hay dùng tay dưỡi mắt thì sẽ không được câu Nhưng mà con vân nó nó, không ấy Và cái thứ hai oh, nó, nó cũng thành thật quá ha Câu thứ hai nó không có điền Câu thứ hai là gì 看电视每看三十分钟, xem TV Mỗi lần xem 30 phút là phải gì? 休息10分钟, nghỉ ngơi10 phút Cái này nó không dám quạch <laughs> Tại vì nó không làm được điều này Nó không bao giờ mà ngồi coi 30 phút Mà nó đi nghỉ ngơi 10 phút Sau đó nó quay lại nó coi Nhiều lúc nó ngồi nó coi là Nó ngồi coi 2-3 tiếng đồng hồ luôn Vì thế nó không có mốc câu này 看电视每看三十分钟 Ừ, xem TV mỗi lần xem 30 phút. Xíu xí sử phân trông, nghỉ ngơi 10 phút. Câu tiếp theo nó, nó gọc quạch rồi nó lại xóa đi. Coi nó làm gì đây? Khăn su. là đọc sách. Hoa hoặc là xẻ chữ. Xẻ chữ là viết chữ. này là khi là lúc chúng ta thường Việt Nam mình đưa ra đầu câu. Khi chúng ta đọc sách hoặc viết chữ đó. Ừ. là con mắt. Dành chinh hành chua miệng con mắt với lại cái mặt của chúng ta với cái bàn cái mặt bàn ờ, con mắt khi chúng ta ngồi con mắt với mặt bàn nó phải có khoảng cách khoảng chừng 35 cm thì họ nói nhìn và hai chua miệng bảo công phân ờ, mẹn, bảo công ờ nhìn chiên bảo vậy mới đúng hả thì nó không có làm được vì con vân nó viết chữ nó hay đưa nó hay nằm trên bàn viết ờ, uh, nó viết chữ nó về nhà ở trên lớp thì nó, nó hay là đặt cái đào mạng đặt mặt nó trên bàn viết hoặc là nó viết chữ nó nằm sắp dưới đất không à nó nằm sắp dưới đất và nó đặt cái mặt nó trên trên cái tay của nó nó viết Nó nói không được làm vậy cho nên cái điều này nó đã không điền nó không đạt nhu cầu của người ta tiếp theo <laughs> xa cơ xa xa lúc này có thể nói là một là ra chơi hai là ra về tại vì có tùy theo người nói nhiều người người ta nói xa cơ là tôi con về rồi đây con tan học rồi đây à, ngoài ra xa khơ cũng có nghĩa là ra chơi luôn cho nên tùy vào ngữ cảnh họ nói ha xa khơ sử -si lúc ra chơi tao hu đến ra, ra, bên ngoài ra khỏi nhà đi ra bên ngoài khổ -tông", tông đi ra ngoài hoạt động cơ thể chạy tới chạy lui hoặc khan yên phong à, khan sang yên phong có nghĩa là nhìn xa ra nhìn hướng xa xa ra gọi là khan sang yên phong răng để cho con mắt chúng ta được nghỉ ngơi à, thảo vân sẽ đọc chậm lại để chúng ta cùng đọc nha có phần chữ này có cái là nó nhỏ quá sách này nó không có như sách giáo khoa của ngữ cái 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 phần gì cái phần của gì vất ừ, ngữ thảo cố gắng vân quay lại gần tí xíu tại vì càng quay xa nó sẽ càng nhỏ hơn cho nên vân chỉ quay được một nửa cái tờ giấy vân sẽ quay cái màn hình đi ha sân thì hai chữ này chúng ta đọc nghe nha đọc nha sân thì sân uống lửa nha sân thì băng trụ băng này âm thứ nhất chúng ta đọc ngang qua băng trụ trời che sân thì băng trụ của mình chúng ta đọc thường là đọc sáu chữ này rồi ngừng thân thể bang trụ của mình ừ, tiếp theo thì yên sân hổ thì yên có nghĩa là trải nghiệm sân hổ là cuộc sống thì yên sân hổ sân này uống lưỡi và đọc, đọc từ cổ họng đọc ra sân giống như s cái chữ s cộng với ớ ngợn gì đó sân hổ hổ âm hai để lên sân hổ họ tiếp theo ni nắng xua

thân thể cơ bộ vị chân chân chúng ta phải đọc từ cổ họng đọc ra và uống lưỡi bật hơi miễn cũng vậy miễn chân ma Miếng chân ma câu này thường có thể đọc là chúng ta đọc luôn. Này nỡ说出身体各部位的名称吗? thường có thể đọc luyện đọc được rồi đó thì chúng ta đọc thế còn không cái mới bắt đầu đọc thì chúng ta nên nói là này

cũng có thể là，一起来吧，八九，n g、嗯、认识他们吧，嗯，đọc h t h 好，认识身体，认认识身体，要还要出去啊，嗯、好，我先我来拿卡，phần đầu t c ọ là 我去上个头部，我去上厕所，门先关，头部 là p h Con mắt gọi là Dèn chín Dèn chín cái miệng gọi là Rồi không muốn lưỡi nha bạ Vì thanh năm cho tên chúng ta đọc bạ Chuẩy, bạ Phần ngực thì ta gọi là Sông bù Sông bù, thì không lưỡi Sông bù Tiếp theo phần bụng ta gọi là Phu bù Phở phở phụ bộ cái bắp đùi to ta gọi là ta thổi ta thổi cái phần bắp đùi nhỏ bắp dế ở dưới ta gọi là sáu thổi sao trong sách có có bốn âm đây âm năm ở đây ạ à. giống như từ bạ trời bạ thanh năm cái dấu chấm đen thui này là thanh năm đây ạ à. à. thanh năm ừ. hả Sáu thuệ Hai thanh ba Các bạn thấy đây là hai thanh ba Để gần mới thấy phóng to ra được Sáu thuệ đều là thanh ba Cho nên chữ đầu tiên sẽ biến thành thành hai Sáu thuệ Là cái bắp dế đùi của chúng ta Cái bắp đùi to trên là ta thuệ Còn cái phần nhỏ bên dưới là sáu thuệ à. Như cái dấu chấm của mình á, Như cái dấu nặng của mình Nhưng mà có cái là mình để dưới đích còn họ để trên đầu Nó y chang dấu nặng của mình vậy. Nhưng họ đọc một giữa chừng dừng lại mình là dấu nặng mình cũng nói bờ bờ a ba nặng bạ 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 họ cũng đọc chuỗi bạ mà chuỗi bạ y chang dấu nặng của mình nhưng mà họ đọc nửa âm thôi chuỗi bạ chuỗi bạ không? tiếp theo từ tùa này cũng là thanh năm các bạn thấy nhìn dấu chấm đen trên không r tổ r âm ba r này phải uống lưỡi và âm ba r tổ r tổ này lỗ tai r tổ ở bên ngoài người ta nói r tua ở tua là họ đọc âm thứ nhất rồi trong sách họ đọc âm năm có người ở bên ngoài họ nói ở tua hoặc là ở thì chất tùy theo ngữ cảnh họ đọc bên ngoài họ đọc như thế cũng đúng thôi tại vì họ dùng quen rồi ha tiếp theo có bỉ chữ chữ này các bạn thấy nó cũng có dấu chấm bên trên nó thành ba giống như là cái chữ chữ này là chờ ch cộng với chữ ư mà họ không ghi chữ ư ra giống như là trong chúng ta dùng ch ư cộng với dấu nặng chữ chữ đúng không cái chữ trên có cái chữ dưới Nhìn có hao hao như nhau á Chữ trên có chữ dưới Chữ trên có chữ dưới nào hao hao như nhau em khi Bây giờ nhìn trong này nó nhỏ lắm Lát nữa chúng ta viết ra chúng ta sẽ thấy nó to ra ha Hả? Cái phần đầu gối này Cái đầu gối này mình gọi là Si cái si này âm thứ nhất Chúng ta đọc ngang qua Thanh ngang của Việt Nam mình có đó Si cái cờ ai y ai Thanh từ ta đọc xuống Cái Xì cài Đầu gối Ừ Ờ, hít tốn hết ít quen được học không được gì hảo <laughs> cái phần chân bộ phận chân này ta gọi là chủ bộ chủ bộ hảo bây giờ cậu bé đã quay lưng lại để phải giới thiệu phần sau lưng cái phần sau lưng cái vai này ta gọi là chân bằng đọc theo nha chúng ta phải đọc theo thì chúng ta mới có thể biết phần đọc được chứ vâng đọc vân biết mọi người không biết được đâu mọi người cố gắng đọc theo đi mới có thể nói ra được rõ ràng hơn nói riết từ từ mỗi ngày cứ luyện một ít như vậy nữa, nó sẽ có cái phần quen thuộc thôi Chien bằng Chien này âm ngang Chien bằng ừ, nghe chưa quen nên không biết đúng rồi nghe chưa quen không biết chúng ta nghe nhiều phát triển phần nghe đọc nhiều phát triển phần nói ơi bùi dao quảng lưu mỹ quảng lưu bút không, tôi ở đây tốt. vai. vai. Tiếp theo với cái phần tay này, cái phần này ta gọi là cánh b. Cánh tay. Muốn lưỡi nha. Giống như cái chữ S của Việt Nam mình cộng với chữ O thành ba Cánh b sổ so bì. Hảo, cái ngón tay này ta gọi là sổ so trì. Các bạn thấy hai âm ba đó. Sổ, so, chữ đó uống lưỡi. Sổ so này uống lưỡi. Và chữ trì cũng là trời tre luôn, uống lưỡi luôn. Ờ, uh, nhưng vì hai âm ba, chữ đầu tiên sẽ biến thành âm hai. Sổ trì. Sổ trì. Ừ. Hảo, cái phần vai gáy này. Cái phần vai gáy này thì ta gọi là chừng phụ. chừng phụ. Hảo, cái phần lưng thì ta gọi là bay bù bay cái phần eo thì mình gọi là dao bù dao bù cái phần mông <laughs> anh chị <laughs> sao đi tiền là cái phần mông thì ta gọi là thuần bù thuần bù ờ mông mình gọi là thuần bù ha đó cái phần dưới này chúng ta đọc ngang qua rắn thì ngoài biểu dầu 在干嘛？那么大声、啊！人体外表，人体来歌台共女人体外表有一层包覆身体。你好，高奶就不大，人得就有啊，是人体外表有，一层包覆身体的器官。 thường này cái câu này chúng ta đọc như vậy có thể đọc nếu mà các bạn đọc quen rồi á thì đọc một câu tới đây luôn còn không thì phải cắt nó ra à, cũng thế là nói rấn thì quay bèo dầu y chân, bao phủ thân thể quan chi này chúng ta phải bật hơi ra chi y chi chi quan chữ này ta âm âm này âm thứ nhất tương đương với gia thân ngang của mình chi quan chi quan thân thể ngoại biểu có một tầng bao phủ thân thị của cơ quan. Giáo, đúng này hai thăm tư chúng ta nhấn hai lần. Giáo cho. Giáo cho. Phí phu. Phí phu là da giá mà. Giáo ừ. cho gọi là phí ừ, phu gọi là da đó. Con nói chuyện lớn quá tung qua nó nhỏ lại. Hảo, bên này họ ghi u cơ Hảo băng sổ. Hảo băng sổ là trợ thủ đất lực đó gọi là hảo băng sổ gọi là chỗ thủ đất lực đồ thì chúng ta nói thế u lúc này họ nói đã... có 5 phần 5 phần trên cơ thể chúng ta Má, và vâng cảm thấy không chuẩn 5 phần vì tay chân bụng gì phần tóc phần răng phần nó đều đều quan trọng hết nhưng họ chỉ nói 5 phần ở đây thôi nà nà cho chạy y lộ cho họ bố nữ loàn trò nì áo suy ngoài miền tấn bác hỏi lại bác tay suy nà chạy suy chứ đâu mà

Ở bên ngoài người ta đọc ờ tua hay là ờ tua đều được hết. Chúng ta đọc trong sách thì chúng ta đọc theo sao? đọc theo trong sách. Nếu mà ta, ta có đi học chung chơi lớp mà cô giáo dặn đọc sao thì đọc đọc vậy. Còn tới khi ra ngoài người ta nói ờ tua thì mình cũng biết nó là có hai cách đọc trong sách và ngoài đời ha. Ờ tua ờ tù, ờ này uống lưỡi và âm ba ờ tua cái mũi gọi là bí zi bí chữ âm thanh năm cho dấu đèn thôi đó bí thanh hai

đâu sư sân hóa sân hóa hào băng sợ hào băng sợ à, em vừa vào biết được ít nào chưa cô uhm, đang biết đây chưa có viết chưa có viết nha uhm. suy yào suy yào suy yào suy yào là cần đó xì xin này theo cái nghĩa là cẩn thận tỉ mỉ để mà chăm sóc cho cơ thể chúng ta đó suy do thường người ta nói cái người đó làm việc rất là cẩn thận rất là tỉ mỉ thì người ta nói là na cơ 那个人做事很细心 có nghĩa là cái người đó làm việc rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ luôn ừ hảo suy do xin 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 đọc bằng đầu lưỡi Xì xin trao cụ từ trao phải đọc cho trẻ nha. Trao cụ, ni hào. Trao cụ, hào. Bì miệng, bì miệng là tránh. Bì miệng, sân bình, sân bình là có nghĩa là sinh bệnh á. Tránh sinh bệnh này kia đó. Bì miệng, sân bình, dịch đúng âm luôn là sinh bệnh. Sân này là sinh, pin là bệnh. Hoa hoa sâu sang sâu sang là làm tổn thương nó bị thương nó cơ thể của chúng ta đó bị miệng sưng bệnh hoặc sâu sang sâu sang đều là chữ uống lưỡi hết giống chữ s uống lưỡi của mình đó sâu sang hả y xàng nghĩ thử xem suy nghĩ thử xem y xàng sào chuyến tờ xỉn quậy sào tin sào chuyên tờ ba chữ này chúng ta đọc giờ tới đây dừng lại

bảo hộ mắt Tiếp theo nó là một câu rồi còn một câu khác. Nà xế xỉn quỷ, những hành vi nào? Nà xế xỉn quẩy nà là những hành vi là hành vi. Ờ, uh, nà xế xỉn quẩy hội hại mắt kính. Hội hại mắt nhớ nha mắt là thành thứ nhất đọc nghe nha. Dèn chiên Nếu các bạn đọc dèn là thành đôi mắt kiến đó chiên Bảo bê Thường nghe hay nói từ bảo bối đúng không Chữ này Bảo bê chiên Con mắt bảo bối của chúng ta đó Bảo bê chiên Hạt cát thì ta gọi là sa trừ cát này Các cái chữ sa này các bạn hãy đọc Cái chữ sa S uống lưỡi của Việt Nam Mình cộng với chữ A là ra Sa trừ chữ. chữ này CHU cộng với dấu nặng Sa zi. là cát. Bê phong chui. Từ chui này chúng ta dùng cái từ chư fan đà chú. Phải uống lưỡi bật hơi ra. Chư u -e a chui. Chui là thổi. Bê phong là bị gió. Bê phong ở bên ngoài người ta sẽ thêm chữ u vào. Chứ thực chất chữ này không có từ u ở đây. Cho nên đọc thường là đọc từ cổ họng ra. Phân. Bê phong. Ở bên ngoài họ nói là bê phong. phong. Chui Hạt cát bị gió thổi vào mắt Ờ Ờ Sá zi bê phong Chui chín yên chín Sá zi bê phong Chui chín yên chín Xào chún. Xào chún. Chị không có bán sách nha Em đi ra nhà sách ở đây, Nếu mà em đang ở Đài Loan Ra nhà sách mua đều có nha em nha Em ra nhà sách em nói là Em chụp lấy cái hình này đi ờ, à, cuốn này cuốn kỳ 2 nha cuốn kỳ 2 kỳ 1 chúng ta học qua rồi nó nằm bên kênh YouTube á cuốn kỳ 2 là có phần này phần này nói về chúng ta của trong cuộc sống chúng ta nói về bộ phận cơ thể nè à, giới thiệu về bộ phận bộ phận cơ thể và nói về làm sao để cho giữ sức khỏe đâu đều có nó hết à, mà chúng ta học không phải là đứng lên tập thể dục chúng ta học chữ của nó Vì chúng ta trong cuộc sống chúng ta cũng cần tới những cái này chúng ta chỉ cần chữ cho không phải đứng lên tập thể dục ha thể dục và sức khỏe kỳ một ở youtube kỳ một ở youtube nha hả lúc này xào chuyên là tên của một danh từ các bạn thấy trong ngữ pháp của họ xào chuyên là tên của một người vì thế họ gạch một đường nếu mà họ viết dọc thì họ sẽ dọc viết vạch bên tay trái còn họ viết ngang thì họ gạch dưới đích xào chuyên là tiểu quân dùng sổ rổ dền chim rổ từ rổ này là từ dụi dùng tay dùng sổ là dùng tay Tên kênh youtube là Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Tên của Vân là Hồng Vân Family là đi theo phong trào Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài Các bạn viết ra nha Nếu các bạn cần muốn tìm qua kênh youtube Các bạn viết ra đi Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài Xào ừ. chuyến dùng sổ rổ dàn chiên Xào là tiểu quân Dùng sổ là dùng tay Rổ là động từ dụi Dàn chiên là mắt ở tiếp theo. Lúc này đây là tiểu quân dùng tay để dụi con mắt đây. Và lúc này là con mắt. Nó có lời muốn nói. Sa là hạt cát đó. Qua sang. Qua sang là cầu xước. Cầu bị thương. Cái hạt cát nó vào trong mắt chúng ta. Chúng ta dụi nó sẽ... Nó đi sẽ đi theo cái ngón tay mình đẩy tới đẩy lui và cái con mắt chúng ta giống như là có cái màn kính trên đó vậy. Chúng ta cào tới cào lui nó sẽ chảy xước cái màn kính đó và bị thương con mắt chúng ta. Ờ, sa qua sang cap. đã khứ, đã cào. Ờ, cào bị thương tôi rồi. Thông, đau quá đi. Ờ, thong yeah. yeah. cái cách đúng, họ có cách đúng ở đây. Chân là cái cách làm đúng. Chân là đúng, là cái cách làm, cái phương pháp làm. Là đúng cách đúng đó là bị sang dẹn chín nhắm mắt lại bị sang là nhắm dẹn chín là mắt nhắm mắt lại đó bị sang dẹn chín răng sa chữ để cho hạt cát suối giờ là theo ờ suối giờ suối suối này không uống lưỡi suối giờ từ giờ uống lưỡi suối giờ răng sa chữ suối giờ dẹn lây dẹn lây là nước mắt chúng ta đọc dẹn lây dàn lệ liễu dàn lệ chữ liễu đi phía trước động từ ra phía trước liễu dàn lệ có nghĩa là chảy nước mắt lúc này làm cho hạt cát đi theo cái nước mắt này chảy ra ngoài thì chữ liễu lại đứng ở phía sau răng xa tử suối suối trợ dàn lệ liễu chu lại hôm nay chưa viết nha răng xa sa, sao lưỡi răng xa tử suối trợ lệ liễu chu lại ở lúc này tiểu quân coi tivi Tiểu Vương đang ngồi tivi và cô ấy đã coi liên tục hai tiếng đồng hồ chưa nghỉ. Xiao Jun liên suy là Tiểu Quân, liên suy là liên tục. Xiao Jun liên suy xem điện thoại 2 Ừ, tại chữ đèn là thanh ba vì thế bị đổi âm, chữ xào cũng là thanh ba luôn. Nó không có viết ra nhưng số 2 vốn dĩ là thanh ba. Ừ. Xiao Jun liên suy xem Hào lê à, con mắt nói. Hào lê à, mệt quá. Chân chê đúng cách đúng cách làm đúng. Khi coi tivi đó là Khan tiền xem tivi. Khan tiền này trong tivi, trong trong cuộc đời chúng ta cũng có nói mà. Ai hỏi mày đang làm gì đó? Chê khan tiền tôi đang coi tivi. Đúng không? Tiếng Trung giao tiếp về cuộc sống. Khan tiền 每看，每冷 same 的，叫了每看三十分钟，三十分每次看，看三十分钟，每看三十分钟，嗯，看电视每看三十分钟就要休息十分钟，就要体罚休，他能要休息就要休息十分钟。 Thì phải nghỉ ngơi 10 phút ừ. 30 phút gọi là 30 phân trung Còn 10 phút thì gọi là 10 phân trung 10 phân trung Ừ 10 phân Tình cảnh thứ ba Đó là cô bé đang viết chữ Cũng dùng tới mắt à, Và cô bé ngồi rất là thẳng lưng Không có nghiêng, không có khòm gì hết Cũng không có nằm trên bàn à, Ngồi rất là thẳng Và khoảng cách giữa cái bàn và con mắt Họ bắt buộc chúng ta phải có 30cm Gọi là 35cm 30cm gọi là 35cm Thì truy lý Truy lý là cái khoảng cách của nó à, Chúng ta đọc được này Xịt chô dê khi chúng ta viết bài tập Sử <laughs> là khi Chúng ta Việt Nam thường đưa ra phía trước Họ đứng lúc nào cũng đứng sau dấu phẩy hết Xịt <laughs> là viết chô <laughs> là bài tập sự <laughs> là khi khi viết bài tập Xịt chô dê sử Xào tử quân

Chua có nghĩa là cái mặt bàn ờ, à, Chua có nghĩa là cái mặt bàn Con mắt với lại cái mặt bàn Cái khoảng cách của nó Bảo trì duy trì 35 công phân 30 cm Tờ truy lý Thường này nói là Yên chinh Hàn Bảo trì 35 công phân Tờ Câu này có nghĩa là Con mắt và cái bàn Cái mặt cái mặt bàn Thì phải giữ khoảng cách Khoảng chừng 35 cm Hỏi tiếp theo Con mắt nói rồi Con mắt nói chuyện đây 这个距离 phụ Cái khoảng cách này làm cho tôi cảm thấy rất là thoải mái. 这个距离 Các bạn thấy chữ 距 thành từ giữa quyền đó. Vì thế các bạn phải nhấn xuống 这个 từ cho 这 và cũng là thành từ luôn. Chúng ta nhấn xuống 这个 Hai chữ Các bạn có thể dừng hai chữ hai chữ như vậy người ta dễ hiểu hơn khi chúng ta mới vừa học. 这个距离让我觉得 hào số phụ không có chữ hào sư phụ thôi cũng được rồi Rằng, của chuế tợ tợ là thanh thứ năm các bạn thấy dấu nặng trên đầu Rằng, của tợ số phủ ở cái khoảng cách này khiến làm cho tôi cảm thấy thoải mái quá quá có nghĩa là tôi sợ nhất đó quá chủ nhân chủ nhân pa trên bàn sang tôi sợ nhất là chủ nhân là nằm trên bàn viết à, ờ, nằm trên bàn để viết gọi là pa zai chua sang hoặc là đọc sách hoa khan khan su hoa khan su ờ. lúc này ra chơi cái giờ này là giờ chơi lớp học ở đây à, ờ, lúc này giờ chơi trong sách nhắc cái câu này là giờ chơi ở ngoài đời thì thường người ta nói mà má xác là mẹ ơi con đi học về rồi con tan học rồi lúc này trong cái câu này mang nghĩa giờ ra chơi à, ờ. 下课时, khờ sử khi ra chơi. sử. khu đi ra ngoài hoạt động. Đi ra ngoài cử động cơ thể. Gọi là, Ở bên trong căn nhà này gọi là Cũng có thể nói u này. u ờ, khu này, này. Còn đi ra khỏi căn nhà bên ngoài như thế này gọi là khu khu 好，小军到户外活动，活动动了，从活動,動,动，看向远方，横着看向远方，看向远方，让眼睛放松，让眼睛放松，làm cho con mắt được thư n đ 我需要适当休息，t 更 i cần n n i

suy do sự tiếp theo sânhổ chung trong cuộc sốngì nấng lúc này chúng ba chữ này chúng ta đọc ngang và ngừ sân khổ Trung bà chữ thôi sân khổ Trungì bốn chữ này ta đọc uh, dừngì nấng chùa 你能做到哪些保护眼睛的行为呢？哪些保护眼睛的？哪些保护眼睛的？哪些保护眼,眼睛的行为呢？行为呢？做到的打勾。

休息十分钟，休息十分钟，好。看书，看书，或写字时，或写字时，看书或写字时，眼睛看桌面，眼睛看桌面。 保持三十五公分，保持三十五公分。下课时，下课时到户外活动，到户外活动。嗯，好。或看向远方，或看向远方。 Rằng yên số xỉ Rằng yên chinh số xỉ ờ đó là cái bài chúng ta giải thích xong rồi đọc cũng đọc rồi chúng ta giờ qua cái phần viết ha ờ hôm nay có mưa rồi vì cái trời đen thui hết rồi ừ mm, can you say happy day mời ờ đâu có sinh nhật đâu mẹ hồ sinh suữ Khan su cái đó làữ rồi thành là nhìn nhìn đồ ăn đó à, nhìn thức ăn nhìn đồ ăn gọi là hai hôm qua có ba câu chúng ta chưa biết hết chúng ta biết luôn có bạn cả ba câu đó luôn nha sốkhởi gì qua chúng ta biết chữ tới chữ nẻo sân rồi mà tiếng chim kêu ừ. phía sau nó có câu làsổổ này là tay của chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ viết chữ và phiên âm của nó luôn Và đánh vần từ chữ Cái chữ này đọc như sau Đầu tiên sổ này là tay Ở đây Sổ Sổ là tay Khởi gì là có thể có thể Chữ khờ Chữ gì không đủ viết Ờ, Sư Ô Sô Sàn sân sổ Cơ, ơ khơ mình đọc là khơ ơ khơ họ đọc khơ ơ khơ sang sang khơ sầu khơ gì chứ ý gì đổi âm sầu để giữ nguyên âm ba à, uh, tại vì ba chữ ba chữ âm ba hết sầu khơ và cộng thêm chữ y đều là âm ba vì thế chữ sầu ta giữ âm ba chữ này ta đổi âm hai sầu khơ gì ừ sầu khơ gì thái xa bên ó chúng ta thiếu chữ i ở đây khởi có thể khởi có thể chữ này chữ i âm ba luôn vì thấy chữ i khở đổi âm được rồi. Ừ. Sổ, so, khởi, nã chỉ cầm lên Gọi là nã chỉ ta biết chữ nã một hai ba đây là chữ hợp dưới này có tay vết ngược gạch ngang rồi lại một gạch cong qua đây là chữ nã ná chỉ lại cầm nó lên, ờ ná tự, ná ná ná, ờ ná là lấy, ná trợ cũng được người ta lấy đưa cho mình, người ta kêu mình cầm lấy ná trợ. Lúc này ná chỉ, ná chỉ là cầm cái gì đó lên. bên này chữ chỉ, ná chỉ, ừ, chữ này đọc nơ an na, nơ an na mình đọc nơ an na họ đọc nơ an na, ơ ờ, sơn ná chi này bật khơi y thành ba chỉ chữ xăng này mang nghĩa thơm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chữ xăng này mang nghĩa thơm chữ thiện này mang nghĩa ngọt một hai ba bốn năm sáu đây là cái lưỡi. Ở đằng sau có chữ Kampu. Kéo xuống. Kéo xuống. Gạch giữa. Đóng nó lại. Ta có chữ Thiện. Sáng Thiện này có nghĩa vừa thơm vừa ngọt. Cái gì đó vừa thơm vừa ngọt. Gắn cái chữ tờ vào để viết cái chữ cái gì đó. Sáng Thiện tờ. Bảy vụ tờ, tờ". Thiện của. Trái bơm, trái táo đó. trái ờ, táo. Cái táo này là táo Mỹ Mình gọi trái táo thôi cho mình gọi trái bơm đúng không Ở bên dưới này gạch đây Phết đây móc kéo ngang qua Để chưa Xong rồi ở giữa này mình móc xuống Bên này phết qua Ở đây mình kéo qua Phía sau này có dê buộc Đá hai cái chân Ta có chữ phiến Phiến Ừ, Em ở Chủ sanh 15 râm hả Ờ. Ở đây chưa mưa Nhưng mà sấm xét đang thui rồi Đang sấm xét đang thui rồi Và cũng mua râm thôi à Chưa có mưa lớn Đó Phiến của piến của Lúc này bộ phận của tay có thể cầm lên ờ, Cầm lên trái táo Vừa thơm vừa ngọt bộ phận của tay có thể cầm lên trái táo vừa thơm vừa ngọt đó là cái chức năng của cái bàn tay của mình tiếp theo đó là chuẩy ba chuẩy ba là cái miệng cái miệng của mình người bên ngoài người ta nói chuẩy ba trong sách nói là chuẩy ba chuẩy chúng ta là bộ khẩu đây có bộ khẩu ở đây có bộ khẩu sau đó ở đây gạch đây kéo ở đây hất lên rồi bên này móc qua Ừ. Sau đó ở dưới này mình Phết như thế này Rồi móc từ đây móc ra à, Móc từ đó móc ra như thế Sau đó ở đây Công Móc qua đây Móc lên ừ. Trong này ta đánh gạch ngang Dấu cộng số Rồi lại gạch ngang Ta có chữ chuẩn Chuẩn Chữ Gồm những cái chữ nào cô ơi Em tìm mãi không được Zue". 全部，哦。全部短模哈，全。找到《百呜死神不。来，不几个给 j 全部。好，接下来到嘴滋。呜。a v 三声嘴，嘴疼吧？嘴巴，嘴巴。 Ừ. Hảo qua đây viết chữ bạ Bên này móc đây, gạch đây, gạch ngang đít đó. Rồi ta móc bên này đẩy ra. Ta có chữ bạ Bơ A3 mình đọc bờ A3 nhưng thanh năm Bạ tự như dấu nặng chúng ta. Bạ Chuẩy bạ có nghĩa là cái miệng. Khở gì có thể khở. Y đều là thanh ba hết. Vì thế cái chữ đầu tiên sẽ đổi thành hai khớ y. Lúc này Vân cũng có thể đọc từ như thế này từng chữ từng chữ các bạn có thể đọc theo. Các bạn đừng dùng nghe không. Vân sẽ đọc hai lần ít nhất là hai lần. Lần đầu tiên các bạn nghe lần thứ hai các bạn đọc theo nha. Như vậy mới có thể phát âm mỗi ngày tạo cho mình cơ hội tiếng Trung mỗi ngày. Ờ khớ y. Bị đổi âm. Viết thì viết âm 3 nhưng cái chữ đầu tiên sẽ đọc âm 2. Khớ y. Ờ không đọc khờ ý, Mà đọc khởi y Chẳng tàu là nếm Nếm thấy cái gì đó Chẳng tàu Chữ chẳng này chúng ta phải Một, hai, ba ừ, Chữ màu đen là phiên âm Của Đài Loan đó Lúc nãy chúng ta dùng Bơ phơ mơ rồi mà Bơ phơ mơ có cái chữ màu đỏ đó Bây giờ chữ màu đỏ trong này là viết thành màu đen Chẳng tàu có nghĩa là Nếm thấy cái mùi vị gì của thức ăn đó ném khi ta ném thức ăn ta sẽ dùng từ ném này chọn uống lưỡi bật hơi bên dưới này có một cái bộ khẩu rồi ở đây gạch móc qua đây xong giờ ở dưới này móc xuống gạch qua chọn chọn tạo ờ. chữ này phải dùng cái chữ chi này chi à, bên trung họ dùng ch đó trung họ dùng ch chi đài loan đây ăn giống như à ăn ngon vậy ơ à, chọn chọn tơ ao tao mình đọc tờ ao tao sư sân tạo thành đọc số tạo chọn tạo u là thức ăn chữ này đọc là sư ơ à, ơ à, u u u sư xân. u Shi u. Shi u. Shih -u. Shih u này tiếng Hán Việt là thực vật, thường là nói về thức ăn. Ừ, thức ăn. Gạch ngang. Ở đây móc qua, ở đây, ở đây kéo, phớt. Ở đây mình kéo nó ra, mình có chữ shi. Hảo chữ u mình viết nhiễu bù bên này. Hất lên. Bên này thì móc qua đây. Hai phớt. Ta có chữ sửu u, thức ăn. Người ta hay nói thế Đừng có lãng phí thức ăn Hảo, sử Họ lấy chữ tờ này gắn vào bảy bù tờ tờ Cái gì đó thức ăn Bây giờ chẳng nếm thử Thì phải nếm gì? Nếm mùi vị của thức ăn à, Cho nên là gắn chữ tờ này Sau đó viết mùi vị Quay tạo Quay tao là vị đạo Cái mùi vị của nó Cái mùi vị của thức ăn Ở dưới này trên này một gạch ngắn Dưới này dài tí móc xuống đá chân này và đá chân này ta có chữ quay ừ. em không biết được cách học phiên âm này hả ờ, cái này mới lần đầu em học lại không bao giờ biết được đâu hồi đó chị học với hai năm chị mới biết được nó cho nên lý do tại sao cái bạn chữ cái này mà chị làm chị làm gần cả năm nay rồi đó có nhiều em đã thuộc rồi cho nên chị để ý là mấy cái em mà thuộc rồi thường là chị viết bạn chữ cái mấy em không có vô đợi chị viết chữ mấy em mới chạy vô thôi tại vì các em ấy đã thuộc rồi để lại cho có phần đó cho các bạn mới vào học rồi đợi cho khi nào viết chữ này mới các bạn ấy mới chạy vô hả quỳ to ở đây chấm một cái nữa rồi đây méo xuống ở đây hai gạch rồi đóng nó lại bên này có số bộ to hả chữ này đọc tơ chữ này tương đương với chữ tờ của mình chữ tờ của đài loan viết như thế này chữ này đọc ơ Việt Nam cũng có chữ ơ, chữ ơ của Đài Loan viết như thế này. Tơ ơ tơ, mình đọc tơ ơ tơ. Nhưng dấu này có thanh thứ năm. Tơ, mình đọc tơ ơ tơ nặng tơ. À, họ đọc tơ ơ tơ, Xin sân tơ, ủ sân tơ. U a way sư way. U a way 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 Khi mà làm phiên âm có chữ này rồi mà. Giờ thôi thanh tư đọc xuống. Way. -e. Tơ ao tao sư sân Ờ, nhớ học sinh giỏi nhỉ <laughs> nhớ mà ngày nào cũng nhìn sẽ nhớ mà ừ. ba thẳng vụ quay miệng cái miệng công chức cái cái chức năng của cái miệng chúng ta có thể nếm được cái mùi vị của thức ăn ừ. giờ cô giáo đọc là em tự viết ra được chữ cái luôn rồi mừng quá cô ạ à. đúng vậy em theo chị cũng đã lâu rồi đúng không mấy tháng ít nhất chị nói rồi ít nhất 3 tháng là em có thể thuộc được vì thế các em mà học một ngày hai ngày hay là một tuần hay là một tháng mà các em cảm thấy tới giờ vẫn chưa hiểu đừng nản lòng người trước đã làm được em cũng sẽ làm được chị nói rồi hồi đó chị học tự học hồi đó là cô giáo người đài loan chỉ không có dạy ra tiếng việt chị còn chưa biết nói gần nghĩa với tiếng việt của mình là chữ nào nữa vì thế chị đã tự học thêm ở nhà chị đã tìm hiểu ra cái chữ cái cách đọc và cái cách đọc nhiều lúc cô giáo đọc ở trên chị nghe còn không rõ nữa là cái nghĩa gì. Chị về chị còn phải tra Google tìm ra hình ảnh người ta chỉ quay cái khẩu miệng đọc thôi. Chỉ quay cái khẩu miệng và chị phải bắt trước theo cái khẩu miệng đó. Chị mới tra ra được. Rút ngắn lại chị chỉ lại cho, cho các em là cái cách này. Đọc bằng tiếng Việt của chúng ta đọc là gì và tương đương với tiếng Việt của mình là gì, chị có dạy rõ ra như thế. Vì thế chú vì chị chị nói là khi viết cố gắng viết, nghe được phần nghe nói em sẽ được phần nói đó là cách học của tiếng trung của chị rất nhiều người hỏi chị ơi học tiếng trung làm sao để nhớ được mặt chữ và học thì sao để không quên thật chất nó đều có đều cái phần gọi là siêng năng và cần cù hết à, cố gắng mỗi ngày thì em sẽ có được nó ví dụ ít nhất chị nói ít nhất là 3 tháng thì em sẽ thuộc ít nhất nếu mà chậm hơn thì em có thể hơn 4 tháng 5 tháng đúng không cho nên tại sao mà chị làm cái bảng này mỗi ngày chị không ngừng ở trường ta đâu có làm mỗi ngày không ngừng như thế này đâu ờ trường người ta dạy qua là thôi người ta đâu có dạy lại nữa cho mình đâu vì thế là em phải cố gắng và đặc biệt đừng nản lòng thì em mới có được nha hả em cũng biết được một số hả rồi cảm ơn cảm ơn rất nhiều hả tiếp theo chúng ta viết qua cái phần câu này đã hết rồi chúng ta chấm cái phần này đi phần sau là phi phu là da của mình ừ tội người ngồi viết bị đau vây gáy á à, cô à chị cũng ngồi viết đây chị cũng cúi đầu và cho, ở trước các em biết rằng cái điện thoại của chị đang để ở đây là nó để trước mặt chị các em ngồi viết là các em điện thoại để trên bàn và các em được ngồi sát vào cái bàn còn chị thì không cái cây để điện thoại nó nằm ở dưới ngay giữa trước ngực chị chị ôm lấy cái điện thoại để viết đây à, chị ngồi và chị ôm lấy điện thoại để viết cho nên chị cũng phải cố gắng mỗi ngày như thế này nhiều lúc đứng lên chân từng chân tay chị nó rung đầu óc chống nó nó nấy tại vì tại vì ôm cái điện thoại mỗi ngày như thế này cho nên là chị biết được cái cái sự vất vả của chúng ta đang ngồi học như thế này hiểu không chị biết được điện thoại của em còn để trước mặt em khoảng cách cách xa một tí xíu còn chị điện thoại của chị ngay con mắt của chị luôn á cái độ cao của điện thoại và con mắt của chị cách không có được 35 cm đâu nó khoảng chừng nhiêu đây thôi nó khoảng chừng nhiêu đây thôi ừ. hảo ai cũng cực khổ hết cố lên nếu như mà em muốn có tiếng tiếng Trung. Tại vì chúng ta đang học trên mạng. Hậu phí phú là da, chúng ta viết chữ phí phú ra. Ở bên này, móc qua đây, kéo về. Ừ. Ở giữa này, kéo xuống. Ở đây, móc ra, đẩy ra. Cái phần này bên trên này nó hơn ở chỗ là nó móc về. Chứ không phải nó gạch ngang không. Ừ. Hảo, và yeah, em không học không biết cái đâu khi mà em học xong em hiểu không em học xong rồi em phải cố gắng giữ cái lưng mình thẳng và tập vài động tác về 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 cái phần cổ em lấy một cái khăn á em lấy một cái khăn mà em cặp tập á nó có cái phần khăn nó cứng á cái phần khăn nó cứng nó giúp em biết làm sao cử động làm sao cho đúng em lấy cái khăn và em để cái khăn quấn ngang sau cổ em ngửa cổ ra sau này sẽ giúp chúng ta cái cái cổ chúng ta được nghỉ ngơi để lát nữa làm xong đi vân sẽ chỉ họ phía phu chúng ta viết chữ phu sau đó bên này móc qua kéo về ừ thấy chưa xin khổ là xin khổ là ta cha đâu hảo bên trong này giống như cái chữ chi hảo bên trong giống như chữ chi hảo ở dưới này có chữ điền thực chất chữ điền này cộng với cái chữ bộ thịt này là quay chữ điền này cộng với chữ này chữ điền cộng với bộ thịt là bao tử của chúng ta đó quay chữ điền cộng với thịt chữ này đọc u a quay là bao tử của mình ừ Hảo phí hai chữ này là da của chúng ta đọc này chữ này đọc bằng môi pơ pơ e p ơ sơn phở phở u phu mình đọc phở giống như chữ này phí phú ờ da, phu cảm giác cái da của chúng ta cảm thấy như thế nào cảm giác là cảm thấy chúng ta viết chữ cảm móc gì này ở đây một gạch ngang một ô vuông một chữ tâm sau đó mình nghiêng bút móc từ chỗ này móc về và nó chấm một cái trên đây nữa ta có chữ càn, càn, càn càng chửa chữ chửa chúng ta viết giống như chữ chửa chữ học vậy phần trên cái phần đầu bên trên nó giống sau đó phần này móc qua đây móc nhưng bên dưới không phải là chữ tử nếu bên dưới là chữ tử nó thành biến thành chữ học nó bên dưới là chữ triển nó là chữ chửa càng chuyể. cảm ơn cô giáo chúc buổi buổi học vui vẻ mình phải đi làm rồi Ừ, cố đi làm nha, cố gắng lên Nhớ giữ gìn sức khỏe, trời mưa nhớ mặc áo mưa vào Cầm theo cái áo mưa Chữ này đọc cơ an can san san can Chi <laughs> y e ở sân Cảm Cảm thấy như thế nào, da mình cảm thấy như thế nào đó Cảm cảm nhận được, cảm thấy được Nó mang nghĩa cảm nhận, cảm thấy Cảm nhận da thì nó mình bỏ vào trong nước thì nó cảm nhận được cái mức nước cái mặt nước nó ấm hay là nó lạnh đúng không ra ngoài suối trên núi thì nước nó lạnh thì mà mình cũng cảm nhận được Cảm chuỗi tao sợi sợi này là nước sợi sợi tờ One, tu vì thế nước độ ấm nhiệt độ của nước Ờ, à, nhiệt độ của nước cho nên là chỉ tờ sẽ gắn chữ tờ bảy phút chữ tờ này vào sợi tờ Quên tu Quên này là Theo cái nghĩa ấm Ừ Hảo Hảo quên nó Nhi số Hảo quên nó Bên trong có chữ nhân ha Rồi mình đóng nó lại Ở dưới này Gạch hai gạch Gạch ngang nó Mình có chữ quên Ừ Uống nước vô em ơi Dạ yeah, yeah. Còn chưa uống nước nữa Họ chúng ta viết chữ tu Đợi chưa viết chữ tu xong đi rồi uống nước nha Mọi người cũng phải uống nước vô nha Gạch ở dưới đích này một cái Sau bên dưới này có chữ vô Sợi tù quên tù Cái độ Nhiệt độ của nước hả Chữ này đọc Tơ ao tao Mình đọc tờ ao tao Sư sân tao Sư Ua quay Lúc nãy mình viết ua quay mà Shi u a wei shui Nhưng chữ này đọc shui Nó có thành ba Shui T ơ Thanh năm T Thanh năm tương đương với dấu nặng của chúng ta T Shui t Wen du U an wen thanh một Wen T u Tu Wen du Wen tu Thường này dấu phải Wen tu Ừ. Con mới bắt đầu học, cô cho con hỏi cô đang dạy tiếng phồn hay giảng? Cô dạy tiếng phồn nha. Bản chữ cái thì cô làm cả hai bảng, chứ còn vào sách rồi là cô dạy tiếng phồn. Ừ, cô đang ở Đài Loan, cho nên cô dùng sách của Đài Loan thì cô sẽ dùng tiếng phồn nha. Ừ. Nói chung là có môi trường học thì mình cứ học lấy một cái đi phồn hay giảng gì cũng được, mình học lấy một cái đi. Rồi sau này mình học học được chữ rồi á thuộc nó rồi biết nó rồi á chuyển nó thành giảng hay phồn gì đều rất là dễ chuyển chỉ cần coi vài bộ phim là chuyển được rồi thường like mấy giờ thường sẽ like đúng giờ thì là 10 rưỡi 11 giờ là vân sẽ lên like à, dậy tới 3 giờ tại hôm nay vân uh, 12 giờ mấy vân gần 1 giờ mới lên 1 giờ tính ra 1 giờ vân mới lên tại vì sao hôm nay con vân nó tốt nó tính ra là uh, tổng kết cuối năm rồi đó cho nên là 12 giờ trưa nó đã về đài loan ngày hôm nay đã tổng kết rồi cho nên là các em nhỏ 12 giờ trưa đã về rồi ở à, về rồi phải đi chở nó về rồi lo cơm nước cho nó rồi để nó ăn xong rồi nó đi tìm bạn nó chơi thì vân mới có thể ngồi đây được Ngày mai Vân sẽ đi thăm hai anh trai lớn của Vân à, Hai đứa con trai lớn của Vân Vì thế Vân sẽ không biết là mình like giờ nào ha Ngày mai Vân sẽ đi uh, Vân Lâm thăm hai đứa con trai lớn Vân sẽ có video cho mọi người coi Về hai cậu con trai lớn của Vân Hảo Hảo biên liễn Hảo biên liễn Chữ hảo Nó có bộ nữ Và bộ tử Hảo Ừm, hào, biên. Ở đây bộ băng cộng với bộ thủy nước. Ta sẽ có chữ biên. Hào biên hồ, lạnh quá à. này là mát, có bộ thủy. Ở đây có thổ bộ, một ô vuông. Sau đó dưới này giống như chữ sợ. Hào biên lẹn thật là mát lạnh đó. Họ, thật là mát cũng được. Hào biên, biên đọc từ cổ họng ra ha lơ y an y an dạng dạng lơ dạng dạng đọc lên Liang Liang. mai thứ bảy cô lai like, thường thường thứ bảy sẽ lai like tối ừ, thứ bảy sẽ lai like tối nhưng mà nhiều lúc buổi tối ở nhà người ta đó mình thường vân về dưới là vân sẽ ở nhà bạn tại vì hồi trước vân về là vân thăm hai đứa con lớn á là thà là, là ở, ở khách sạn không à nếu mà vân ở một mình á thường là vân ở khách sạn hồi trước vân về là ở khách sạn Rồi sau này cái bạn vân nó nói là Thôi muốn khách sạn chi cho nó phí vậy về nhà tao ở nè ờ cho nên là về thăm con là thường là khu vực nào em ở phương lâm luôn hả chị ở ơ luận á ơ luận gì đuốn <laughs> ờ cho nên là về dưới là giờ dạo này ở nhà bạn không à rồi uh, nhiều lúc không like được ở nhà bạn giờ nó về lâu lâu về lần bạn nó nó nhậu rồi này kia chồng nó cũng nhậu theo rồi ồn ào nữa đó anh xã vân thì không nhậu đi có hai hôm thì không nhậu đâu ờ uh. cho nên là nó ăn uống thì có rồi mọi người khác uh, có còn mình không nhậu nhưng mà nó cũng có uh, ồn ào trong đó để vân coi cây thường thường vân sẽ cố gắng like ban ngày chắc à ai cho sau đó sì <laughs> <laughs> 外语的，日文，我们好不日文呢。外语，日文，好，高职是资料处理科二专是。 嗯高职是资料处理科二专是应用外语的嗯新用外语的日文 a p 别蒙日文呢定一个腾达俊安高职资料是二专二专的那那就按腾讯的二专的、這個、就按腾讯国博放学嘞资料资料拿来了放啊大刘哈 là tài liệu à. họ chuyên ngành thứ hai của bộ phận xử lý dữ liệu trong trường dạy nghề cao hơn thì là từng là tiếng Nhật ngoại ngữ ừ, tiếng nhật ngoại ngữ sự <laughs> yên họ ý nói là là sử dụng là họ sử dụng ngoại ngữ ngoại ngữ này của họ là tiếng Nhật à, ngoại ngữ này là của họ là tiếng Nhật chuyên ngành thứ hai của bộ phận xử lý ngữ dữ liệu trong trường á là họ sử dụng chuyên ngành ngoại ngữ gọi là tiếng Nhật đó Thấy em ha hả không có cô người ta làm cái đó người ta làm về cái đó hả cái này là nói về bộ phận trong trường người ta làm về nghề này hả ờ, ông ấy không chừng là ông ấy là là người chuyên ngành mà chuyên ngành này là chuyên ngành thứ hai ở trên là chuyên ngành thứ hai về những cái bộ phận dữ liệu xử lý ba cái chữ giấy tờ nè xử lý giấy tờ của trong trường học và họ sử dụng ở phần này là họ sử dụng phần ngoại ngữ này là phần phần tiếng nhật ha phần phần, phần ngoại ngữ này là từ phần tiếng nhật họ tiếp theo chúng ta qua phần tiếp muốn học là chúng ta sắp xếp thời gian muốn là chúng ta có làm được hết trơn à ha cố gắng lên chị qua điện thoại xem em thiếu chữ nào không ạ à? Quay điện thoại thêm em, em thiếu chữ nào không? Chữ nào? Điện thoại nào? Hả? Điện thoại chữ nào? Cái phần nào? Ngày nào chị cũng like Thứ hai nghỉ một bữa Thứ hai nghỉ một bữa Một tuần mình học 6 ngày được rồi Hả? Chúng ta viết chữ sân thị Sư uống lưỡi sản tên ân Thơ y thi sản sân thị Sân thị Hàng đầu á hàng đầu coi thiếu chỗ nào cái này ha Ờ. sân thị ở bên này nó có chữ nữa nè nó có hai chữ sổ khởi gì Ờ. khởi gì khở ở bên đó rồi ý nó chỉ sang thiện tờ ở đây không có điền Hàng gì không có điền chú âm ở đây sang thiện si y yang sang thơ y an yên ở sân thiện Xiang là vừa thơm vừa ngọt đó Gọi là xiang thiền Tờ ta dùng môi Y ấn yên Đọc từ câu hỏng ra Là trái bơm trái táo Hai trái là trái bơm trái táo Ừm Tay có thể cầm lên Trái uh, bơm vừa thơm vừa ngọt ở qua đây chúng ta viết chữ sân thị, sân thì là thân thể cơ thể Đầu tiên ta phết đây Kéo xuống bên này Móc qua đây gạch Gạch ở ngoài này vô Sau đó để xuyên qua ta có chữ sân ừ. Sau đó ta viết bộ cốt trước, cốt này liên quan tới xương Ở dưới này có thịt Đây là bộ cốt Sau đó bên này ôm qua Móc qua đây rồi, rồi ôm qua gạch giữa một gạch nét này cao hơn tí gạch ngang gạch ngang một ô vuông giống như chữ v rồi gạch đứt ta có chữ sân thì thân thể bon chu cũng có thể giúp đỡ hoặc là giúp cũng được bon chu đây là bộ thổ thêm một bộ nữa cái này hất lên và bên này cách qua đây tí chấm ở giữa này phết để gây cho cái chữ này bên trong thì cái chữ này thì nó mới không có thể to hơn được uh, chữ băng này hơi xấu ở đây một bộ thổ nét dưới dài hơn Thêm một bộ nữa hất lên bên này Kéo đầy chấm Phết đèn cái Ở đây móc qua một cái ô vuông gạch ngang Đóng dưới này có chim phụ Kéo xuống ta có chữ băng Băng mận tập băng Băng mận tập băng ừ. Hảo lúc này Băng chu chữ chu Phết đây gạch qua bên này Một gạch hai gạch hất lên bên này có chữ lật. Băng chu giúp đỡ ai đó phải có sức lực tối cô có dạy không tối em vào kênh youtube xem nha tối kênh youtube có hồng vân family cuộc sống đài là kênh youtube của mình tối vào đó xem bơ ăn bon mình đọc bờ ăn ngờ ăn băng. đọc từ câu hồng ra bon chữ này chờ tre vì thấy uống lưỡi chờ tre cộng với chữ u và thanh thứ tư chu Băng trù. đó là thanh thứ tư cách đọc chúng ta nhấn xuống chu Bán chù. Sân thị. Sân thị bán mạnh. Thân thể giúp chúng ta. Họ mạnh. tên ấn mạnh. mạnh. Ừ. Chữ wò, phết ngược về. Gạch ngang qua. Ở đây kéo xuống hất lên phết. Mình gạch ở đây. Chấm. áo Chữ mình chúng ta viết nhân đứng. Và sau đó là phía sau là.

thì yên sân hồ. Ao ký chữ thì này ta biết qua bên kia. Ừ, đánh đánh trống rồi đó, không trời, ông đang đánh trống rồi. Thì yên. Có nghĩa là chúng ta muốn trải nghiệm thì cơ thể chúng ta phải đi trải nghiệm nó. Vì thế chữ thì cũng là chữ này luôn. Ở, gạch ngang, một cái ô vuông, hai phết xuống rồi lại gạch ngang. Thì. Hảo, yên nghiệm xét nghiệm hay là cái gì đó cũng là chữ này ở trên này trước này có chữ mã mã này liên quan tới con ngựa sau đó giống như cái nón của chữ ô vậy đó rồi gạch ngang một đường một cái ô vuông hai cái ô vuông một chữ nhân hai chữ nhân ta có chữ thị gian trải nghiệm chữ này đọc thơ y thi mình đọc thơ y thi hoặc đọc thơ y thi san thì Thì thi, thi. Y-an-yên-sư-sân-yên si Thị-yên Thị-yên âng từ cô hồng Đọc ra sân-hổ Hơ-u-ô-ơ-sân-hổ Sân-hổ Chữ sân Chữ này là chữ sinh Sinh con, sinh cái Cũng là chữ này Chữ này hổ Chữ này mang nghĩa hoặc Ờ ừ. Hoặc là còn sống cái gì đó hỏa trợ Còn sống cũng là chữ này ừ. Hai chữ gấp lại sân hỗ Có nghĩa là cuộc sống Sinh hoạt cuộc sống đồ là nó Họ bảo là cơ thể giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống Sân thì băng trù Họ Thị sân hỗ thì băng Thị diện Nì số, bạn có thể nói Nì nâng nì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nâng, hất lên, phết Dưới này là bộ thịt ha Ở đây móc, ở đây gạch qua Ở đây kéo qua Nì nâng, ừ, nì Số, dẹm bù phía trước, nét này dài Ở dưới này hai nét này ngắn thôi Và bên này phết, phết không dính chùm và bên này có một cái ô vuông phết qua đây và bên này đẩy ra ta có chữ xua nhìn nấn chu bạn có thể nói ra bạn có thể nói ra nhìn nấn chu chữ này đọc nơ y ni san san nhì nơ ân giống như n ở nơ ân vậy nhưng mà lúc này có dấu sắc nhưng không đọc nấn mình không đọc nấn mà họ đọc nấn nhìn nấn Số Chú này uống lưỡi bật hơi Chú Này nắng Số chú Này nắng Số chú Sân thị là viết chữ sân thị một lần nữa Sân thị Cơ thể Thân thể Sân thị Chữ này đọc Sư uống lưỡi Giống như ớ nở ớn Sân thị Tại sân hmm. Đánh càng ngày càng gần lại Mưa tới rồi đó Thật sự có mưa lớn rồi đó Sân thị Nhi chú Sân thị sân thị, qua đây viết chữ thị Ở đây Một Hai, ba, bốn, năm Sáu Dưới này là bộ thịt ha Ôm qua đây, gạch qua đây Hai gạch, đóng nó lại thực chất là vẹt hai gạch trước rồi mới đóng nó sao. thân thị à, sinh thị cơ bộ vị các bộ phận gọi là cơ bộ vị cơ ừ, chữ này là các bộ này là bộ bộ này mang nghĩa bộ à. quay này mang nghĩa vị nhưng mà lúc này cơ bộ quay chúng ta chỉ cần dịch là các cái bộ phận các bộ phận ờ, các bộ phận trên cơ thể đó sinh thì cơ bộ có nghĩa là các bộ phận ở trên cơ thể đó T tờ thì gắn bộ bảy bộ tờ tờ vào miếng chân là gì cái tên của nó cái tên của các bộ phận trên cơ thể mình bạn có thể nói ra không ừ, bạn có thể kể ra cái tên của trên các bộ phận trên cơ thể mình tiếng việt thì kể được tiếng trung từ đây trở đi cũng kể được đúng không ở đây khở bụ Khở bụ Sau đó bên này Phết 1, 2, 3 Giống như cái chữ sai vậy đó Mình móc qua đây Móc về Hảo, bên trong gạch ngang Từ trên này kéo xuống luôn Rồi lại gạch ngang à, ờ, Chân, miệng chân Miệng ma Họ đứng sau câu hỏi vì thế họ gắn chữ ma vào. Không. Bạn có thể kể ra được không đó? Ma. Quân Hậu. vô chấm hỏi. cơ mà. Bạn có thể kể ra, bạn có thể nói ra các bộ phận trên cơ thể được không? Ừ. Chữ này đọc thị thơ y thi thân sân thị cơ ơ. Mình đọc cơ ơ cơ. Họ đọc cơ ơ cơ. Nhưng lúc này chữ này có thông giáo quyền mình không đọc cờ nếu mà theo giáo quyền việt nam mình đọc cờ họ đọc cờ cờ mình đọc cờ họ đọc cờ cờ hả chữ này đọc bơ u pu mình đọc bờ u pu sư sơn pu mình không đọc bù mà mình đọc pu pu việt nam mình bờ u bu, quyền bù còn cái này giáo quyền này không đọc bù được đọc pu u a way sư sơn way way ừ hả tơ ơ tơ mình đọc tờ tơ, ơ tơ lúc này có dấu nặng t t miếng chân mơ y ấn yên đọc từ cổ họng ra miếng miếng chi này uống lưỡi bật hơi ân này cũng đọc từ cổ họng ra miếng chân miếng chân chúng ta thấy đó cái nào đọc từ cổ họng ra là đúng nó đọc từ cổ họng ra không cần biết nó một âm hai âm ba âm nó đứng một mình đọc từ cổ họng ân đứng ghép với âm y y ân yên đọc cổ họng luôn ghép với âm ba có chữ mơ vào đây nó cũng đọc từ cổ họng luôn miếng đọc từ cổ họng ra luôn miệng chữ mơ đọc bằng môi mà ân phát từ cổ họng trong ra nè miếng chữ này uống lưỡi bật hơi cộng với chữ ân từ cổ họng ra luôn chân các bạn thấy đó cái nào từ cổ họng là đúng ngay của từ cổ họng đi ra hết ờ ừ. chân mà mơ a à, ma âm này gặp giữa chừng nhận lại ma miệng chân ma ờ à. 一起来认识 cùng nhau làm quen, cùng nhau nhận biết y chỉ lại. Chữ này đọc y. Y. Ừ, y. Y chỉ lại. Chúng ta biết chữ chỉ qua bên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chữ này đọc chi bậc hai y san thân chỉ yí chỉ LẠI Giờ lại một gạch ngang, một chữ nhân, hai chữ nhân. Gạch giữa, kéo bên này, kéo bên này, ta có chữ lại, y chỉ lại, RÊN làm quen. Hoặc nhận biết cũng được. Làm quen hoặc nhận biết. Đây là diễm buộc, sau đó bên này móc ở đây, móc qua, ở đây có một chấm nữa. Rồi dưới đây có chữ tâm. Rân um, ừ. ở đây cũng có diện bộ luôn. ở đây phớt gạch ngang, hai phớt xuống, rồi lại gạch ngang. ở bên này móc qua, sau đó mình nghiêng bút phớt chấm. 一起来认识, cùng nhau tới nhận biết. tha mình, tha mình lại là là bộ phận trên cơ thể của mình, cho nên họ không biết bộ nhân và chỉ về, họ biết chữ tha này tha mình tha ờ, họ dùng chữ tha này và chữ mình thì y chang chữ mình thì y chang vậy luôn tha mình ừ tha mình ba bộ khẩu ở đằng trước và chữ ba ở đằng sau xin thành học vô chấm thang ừ 好 一起来 l i l mình đọc là l i họ đọc l i ở lại er, giống như chữ r của việt nam mình n sành trên n giống ở là n đọc xuống rên rên sư này giống như có chữ ư ở sau rồi sư rên sư tha phiên âm y chang thơ a tha chữ viết khác thôi tha mình mơ sành trên n tại vì bộ phận nó gồm nhiều bộ nó gồm nhiều bộ không phải một bộ cho nên họ dùng chữ tha mình ờ à, uh, a ba chữ này thanh năm ba Ờ, à, qua bài mới rồi nha qua bài mới rồi hả y chỉ lại rên sự tha ba cùng nhau tới làm quen cùng nhau tới nhận biết ờ à, chúng đi chúng ta cùng nhau tới làm quen và làm nhận biết về cái bộ phận trên cơ thể chúng ta đó đó, trước tiên ta viết chữ thổ bù cái phần đầu ta gọi là thổ bù mà thì chúng ta viết thổ bù qua đây đầu tiên một gạch ngang một ô vuông hai phết rồi lại hất lên bên này chúng ta có chữ dê bù thổ thổ này là đầu lúc này bộ phận đầu thì họ sẽ thêm chữ bù vào bù này là bộ mà nghĩa bộ phận đầu thổ bù này giống số 3 kéo xuống ta có chữ thổ bu thơ âu thâu mình đọc thờ ở u âu mình đọc thờ ở u âu mà đây cũng là thờ ở u âu luôn nhưng họ đọc thơ âu thâu ơ sơn thổ thổ bơ u bu mình đọc bờ u bu dấu quyền này chúng ta không đọc bù mà chúng ta đọc Pu. thổ bu thổ bu thổ bu là bộ phận đầu ừ. Bộ phận này viết xong ta viết con mắt Chúng ta sẽ dùng dấu cách để cách ra ừ, Dùng tuần hào cửa khai Mình dùng tuần hào cửa khai Dùng dấu cách để cách nó ra Dấu ngắt để cách nó ra Chúng ta mình viết Dèn chiên con mắt Dèn chiên bộ mù bụ à, Mù Sau đó bên này móc qua gạch ngang dưới đất nữa rồi mình hất lên Phớt chữ diện chữ diện ở chữ chiến này cũng là mù bù luôn ở đằng sau có chữ xin một hai kéo xuống dưới dài hơn và bên này có bù nguyệt đây là diện chiến nó hô tuần học y an yên san sơn diện chi ân yên đọc từ cô hỏng ra diện chiến diện Chinh. 好老师我想问一下反干脆是什么反干脆干脆问一下反干脆反干脆是什么没听过干脆我们这样做吧嗯干脆说一下蓝烧就就就就就就就就就就就就就就就就就反脆弱。嗯、哦，脆弱。 phản suy rô. Suy rô là yếu đuối. Suy rô là yếu đuối. Phản suy rô. Cái từ suy rô, tha hình suy rô. Tha hình suy rô có nghĩa là bạn ấy rất yếu đuối. Phản suy rô. Suy rô, suy rô, suy rô. Như một từ này. Phản suy rô có hả? Phản suy rô xìm. Ở đây là phản làm sao để phòng chống phản lại cái yếu đuối hả? Phản suy rùa. Ở đây có nè. Phản suy rùa này có nghĩa là làm sao để phản kháng lại cái tính chất yếu đuối đó chắc. Để Vân coi cái phần của Đài Loan biết làm sao. Phản suy ý is. Tại vì cái từ này trong cuộc sống Vân không dùng tới. Sẽ không có nghĩ tới nó. 好，我们你了嘞。反脆弱指是哪些？从什么？从震感，嗯、呃，震震撼中得到的好处。当暴露在波动、随机、混乱或者充满压力的因子环境中，反而会受益、成长并重重的食物。一个。 Cái này nói về nói về hay thiên ở sợi chi tộc. Cái này là cái bộ phận nào vậy? Cái bộ phận của nước nào? Phản chơi rô sân tử. Suy rô sư si phản y tờ, si Ở sư si phản suy ruo. Suy ruo là yếu đối. Còn chén chẳng, chén chẳng, chẳng. là mạnh mẽ. Còn là yếu đuối Và cái từ này nó có một cái nghĩa khác nữa để vân coi coi. Đây là cái bộ phận nào? Sa bu sử vô tờ. Phản lại cái yếu đuối của mình. Đó. Vâng nghĩ nó là phản lại cái yếu đuối của mình. Ừ. Phản lại cái yếu đuối của mình. Gọi là phản suy ruột. Suy ruột là yếu đuối ha. Còn chiên cường là mạnh mẽ. Bây giờ phản xoay ruột là phản lại phòng chống lại. Chống làm sao? À, đừng cho mình yếu đuối đó.

如果你想坚强一点，你就要反，反到你把你自己反过来，不要再脆弱了。怎么做让自己变坚强一点？叫反脆弱。我想是这样。哈，嗯、啊，我想是这样。好，继续嘴巴，嘴巴，一、二、吧。 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ta có chữ trời. Ừ, trời. Hảo chữ bà. Trời bà. Ở trong sách thì họ đọc trời bà. Có ngoài họ đọc trời bà. Ờ, trời bà. Chữ này đọc chữ si, u e u e sáng sáng trời. Bơ a sư u sáng bà trại ba là một trong những bộ phận trên cơ thể chúng ta, cái miệng. Tiếp theo đó là 2 đo. Cái phần đầu chúng ta làm hết luôn ha. 2 đo đây là cái lỗ tai. R R uống lưỡi âm ba r to u o o am năm to. 2 đo là lỗ tai. Chúng ta viết chữ r. 1 2 3 4 5 gạch ngang. Sau đó ở đây móc kéo qua, gạch ngang. 耳朵, cắt. là lỗ tai. Tiếp theo đó là 鼻子. Lỗ tai xuống tí nữa là lỗ mũi. 鼻子, chữ chữ qua bên kia. 鼻 Ở trên này có chữ chữ. Hai gạch, đóng lại. Ở dưới có chữ điền dấu cộng đóng lại gạch ngang cong thẳng ta có chữ pí pí tử là lỗ mũi pí pí tử pí tử pí tử tử ngũ sinh tử pí tử好, cắt ra cứ mỗi một bộ phận chúng ta phải dùng dấu ngắt để cắt nó ra. Tiếp theo xương phụ. Xương, phiên ngầm của nó là si xi u ân yong, xương. Xương phụ. u xương phụ là ngực của mình. Và ngực phía trước này là bộ thịt luôn. Ropo. ở phía sau thì ta phát như thế này, móc qua đây móc bí dữ dùng chữ này em ơi bí dữ dùng chữ này bí bí là tô dùng chữ này ai dùng chữ này ai bí dữ bí bí chữ này xông bù là phần ngực của mình ở đây đánh chữ ít rồi ở đây móc qua móc lên ta có chữ xong xong hảo chữ bộ xong bộ mùi lớn dữ xong bộ ngực tiếp theo phu bộ bụng ngắt ra tuần học phu bộ là bụng và chữ phu bộ này nó cũng là bộ thật luôn bộ thật Họ, tiếp theo bên này mình phết ở đây mình gạch qua bên này một cái ô vuông gạch giữa đóng lại rồi sau đó ở đây phết móc qua đây rồi mình kéo ra mình có chữ phụ phụ Phù phụ Phù ừ. phụ phù chữ phụ này ở phía dưới này nó không có cần cái lòi cái đầu ra lắm ừ. Phù phụ Phù phụ là cái phần bụng của mình Ừ. chữ này đó phụ bộ phở phở cộng với chữ u sư sinh phụ b u bộ phụ bộ chấm không phải là chấm dấu cách ờ tuần hảo tuần hảo phụ bộ tiếp theo đó là phần tà thổi cái bắp đùi của chúng ta gọi là tà thổi một hai ba và các bạn thấy phần thủy này cũng là bộ thịt luôn Đây là bộ thủ của nó đó Bộ thịt luôn ừ, Nó cũng là bộ thịt luôn Sau đó phía sau nó là chữ Thuê chu tự thuê Thuê chu tự thuê Thuê chu tự thuê Ta thuê là cái phần bắp đùi to Tơ a ta sư sân ta u a Quê sân sân thủy". 大腿。Ừ, ta thổi. Dấu cách, cách ra. Ờ, dấu ngắt ra. Cái phần bắp đùi to xong rồi mình xuống phần bắp dế. Cái phần bắp đùi nhỏ ở dưới gọi là xảo thổi. Trên là ta, dưới là xảo. Cũng là bộ thịt luôn. Bên này móc qua. Hôm nay sẽ đánh ghê thật. Đánh quá trời luôn. Xảo thổi. Là cái phần Bắp đùi bên dưới, cái phần bắp đùi nhỏ, bắp dế, mình gọi là bắp dế. Xì y ao dao sáng sáng xào. Và thơ u ê quê sáng sáng thổi. Sẽ đổi âm, xáo thổi. Xáo thổi. Xáo thổi. Và cái phần đầu gói thì mình gọi là xì y xì cơ ái cài. Xì cài. Xì cài cây thì C cũng là phần bộ thịt luôn, cũng là bộ thịt luôn. Tại vì cơ thể chúng ta có thịt, cho nên bộ thủ của nó là bộ thịt. Sau đó bên này gạch ngang, gạch xuống, phết hai bên. Ừ, sau đó ở dưới đây, móc đây một, hai, ba, bốn, ta có chữ c, c. Ừ, họ trên ch cái trên này, bộ thảo ở trên này không phải quải bù Nó phải chào bù Cài. Ở bên dưới là Đánh dấu cộng Nét dưới dài hơn Rồi sau đó mình Móc ở đây hất lên Phết Ở dưới còn nữa Miền bù Gạch ngang Xì cây Xì cây Xì cây Tuần hậu xì cậy hảo cái phần chân thì gọi là chủ bộ u chủ ở sân u bộ chủ bộ bộ là bộ phận chân của mình thường ta hay viết bộ túc bộ túc khi nó đứng một mình nó ra như thế này đây là bộ túc À, khi chúng ta phê viết bộ túc ở phía trước thường là chữ này chú bộ chú bộ à, không phải dấu cách dấu cách à, chú bộ ở à, sau còn nữa chú bộ đó chú bộ tiếp theo cái vai của mình thì mình gọi là chiêm bằng bằng Chen đầu tiên ta phết như thế này Rồi phết ngược về Ở đây móc qua Gạch đây Và Ở dưới này Nó cũng là Thịt luôn Chen Bộ thịt lúc này nó đứng bên dưới người ta Chen bằng ừ, Chen bằng Chữ này đọc Chi Y an yên Chen Chen bằng Thì chen Chen bằng À, chúng ta qua bên đây viết chữ bằng Bằng đây cũng là bộ thịt luôn Râu phụ Đứng bên trái người ta Sau đó bên này có chữ bằng Bên tập bằng Ta có chữ chiếm bằng Chiếm bằng chữ, chữ đi chung với chữ bằng Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám Chi y an yên chiên bằng bơ ăn bằng chém bằng chém bằng là cái phần vai chém bằng tiếp theo tuần hào tuần hào dấu ngắt ra chém bằng xong rồi ờ. chém bằng của mình có phần vai gáy là gọi là gì vai gáy là gọi là chỉnh bộ chỉ chỉnh một hai ba bốn 5, 6, hất lên. Ở sau này có dê bụt. Cái vai gáy của mình, cái vai gáy ở sau của mình á. Chiền. Chị ơi, nói đi em. Nói đi. Chiền bụt. Em viết ra đi, chị mới thấy được. Chiền bụt. Chị viết mấy hàng rồi. Chị viết được à, gần hai trang rồi. Em bỏ chừa ra hai trang đi. Em chừa ra hai trang giấy đi. Ừm chìm bộ, chi y ân yên đọc từ cô họng ra san sơn chìm bơ u bụ chìm bụ bộ, là cái vai gáy của mình hảo chém bằng là cái vai còn cái vai gáy ở sau cổ của mình gọi là chìm bộ. hảo sổ pi là cái bắp tay của mình bắp tay của mình thì gọi là sổ pi sổ sổ là chữ này ở chữ pi ở bên này móc ra lên trên tí xíu tại vì ở dưới nó còn bộ thịt nó nằm ở dưới móc đây và một cái ô vuông ở đây sau đó bên này phết gạch ngang hai phết xuống một gạch rồi lại một gạch kéo xuống bộ thịt nó nằm ở dưới đây nè bộ thủ của nó nằm ở dưới sổ pi chữ này đọc sổ pi sư sâu 三神手 b e b 四神臂，手臂，手臂，ta lại ngắt nó ra. Tuần hậu. Nói về các bộ phận trên cơ thể nó cùng một loại với nhau, cho nên điều dùng ví dụ cái dấu này điện ngắt ra từng chữ từng chữ để ngừng lại khi ta đọc. Hảo, sổ, bê bù, cái phần lưng, cái phần lưng của mình gọi là bê bù, bơ, a, e bơ u Bù, sư Sơn, Bù bê Bù bê cũng có thịt luôn trên này mình chúng ta viết chữ đài bắc từ bắc một hai ba bốn năm và phần thịt nó nằm ở dưới này bê bê tiếp theo mình đổi qua chữ phụ hảo bên dưới này là hai phết như thế này rồi gạch ngang bảo chơi bơ phết ngược người ta bê vụ là cái phần lưng gọi là bê <laughs> bù Bê bù Bê ừ. bù bì. Pê bù Pê bù là phần lưng ha Phần lưng đi xuống tí nữa là phần eo của mình Lưng mình đi xuống tí nữa là tới eo rồi Thì eo thì gọi là Giao <laughs> bù Giao bù à. Để vẫn gắm điện sắp hết pin. Ở chúng ta nhảy vào đây viết cái phần eo dao bộ Thì cái eo của chúng ta cũng có thịt luôn Cho nên cũng là bộ thịt Và bên này có chữ dao bộ giao tự giao Bộ giao tự giao 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 bộ Giao Y à. Ao Giao Âm thứ nhất bơ u bù bù ngắt nó ra tuần học yao bù xong rồi chúng ta nhảy qua đó là thuận bù phần mông của mình ừ, thuận bù hảo nãy quên còn viết phần tay của nó nữa sổ bù mới không sao thuận bù tờ chữ của nó nhỏ ghê bên này móc qua đây gạch đây kéo về chân dưới chia ra ở dưới nó còn nữa, ở dưới nó còn phần thịt cho nên chúng ta viết lên trên tí xíu. Ở đây gạch ngang hai phớt xuống rồi lại gạch ngang đá hai cái chân. Ờ. À, ok chưa? Giống như chữ R và chữ U vậy. Phần thịt của nó nằm ở dưới đây. Thuần. Trên đây đọc thuần. B. Thuần bụng là phần mông. Ừ. vụ. Chữ này đọc thơ u ân uân ở er sân thuấn. Thuấn. Bơ u bụ. Thuấn vụ. Ừ. vụ. Là cái phần mông của mình gọi là thuấn vụ. Hả? Ngón tay thì gọi là sổ trì. Sổ. Và chữ trì này uống lưỡi cũng là thần ba luôn. Cho nên là phải đổi âm. Sổ trì số chữ chữ số đầu tiên một hai ba kéo về hảo chữ chữ cũng là bộ sổ khi nó đứng bên trái người ta nó ra như vậy đứng mình nó như vậy đứng bên trái người ta nó ra như vậy sau đó ở đây gạch móc qua sau đó dưới này mình kéo số chữ hết rồi đó đánh dấu chấm số chữ ừ số chữ thốn cần viết lại không, um, ừ. thốn bù的thốn, một, hai, ba, gạch ngang, kéo xuống rồi lại gạch ngang, đá hai cái chân, bên này giống như chữ r, dưới này có chữ d và cái bộ phận bộ thịt của nó chúng ta phải viết như đây, thốn, Ừ. thốn bù là phần mông, thốn bù này là phần mông thuần bộ ừ thuần bộ thuần bộ thấy chưa thuần bộ Sao nó mà ta tiếp theo nhân thể thể này là cơ thể con người nhân chữ của này Chữ, mình chữ này tương đương với chữ R của Việt Nam mình Cộng với sảnh tên ơn, giống như Ơn Ơn, ơn. Ở sảnh rến Rến thì Rến thì Chúng ta vào bên đây với chữ thì Biết kịp không? Có phần nào không kịp nói cho Vân biết nha Chữ thì chúng ta viết bộ cốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23. Rẫn thị. Rẫn thị. Why chữ rẫn ở bên này nó đi. Ờ, rẫn thị why. Why biểu là cái bộ dạng bên ngoài. Cái hình dáng bên ngoài gọi là why biểu. Why này đi chung với chữ biểu. Kéo xuống, nghịch ngang, phết về, kéo hất lên. Why biểu. Ờ. À dầu y tầng có một lớp gọi là dầu y chấn y ô vô san san dầu y chấn sẵn này không uống lửa nhưng bật hơi trên này bộ thi ta viết trên này bộ thi viết trên này dầu ừ. y này là có một lớp ở trên này có hai phết trên đó có hai phớt sau đó dưới này có hình chữ nhật ta chia ở giữa ra rồi phớt hai bên rồi mình đóng nó lại ở dưới này có chữ Yue Pu ít e này là một lớp ít e là một lớp phải đi rước con rồi hả hôm nay em rước hả hôm nay rước trẻ nha à chỗ em mới khác chỗ chị phải không em chụp này đi ờ à, đến thì quay bèo vô ít e hận bao phủ thân thể các Trời mưa chỗ em có mưa không? Chỗ chị mưa lớn lắm nè. ờ à. Chỗ chị mưa lớn lắm á. Chỗ em có mưa không? Em 4 giờ đi rồi hả? Ờ. À. Hả? Chụp chưa? Em chụp chưa? Tha biểu. Hình xoài. À, bộ dạng bên ngoài cái hình dạng bên ngoài của bạn anh ấy rất là đẹp trai ờ à. có mưa có mưa phải không cái phần này à, làm sao chụp đây cái phần này nó nhỏ quá chữ nó nhỏ quá xong rồi hả à, chữ nó nhỏ dữ lắm làm sao đây ta Cái cuốn sách này chữ nó nhỏ vô cùng luôn Làm sao chị Mưa lớn lắm đúng không Em chạy xe Honda cẩn thận nha Em chụp thử rồi phóng to ra coi đó làm sao được không Chụp thử đi phóng to ra Hay là tối em vào Youtube viết đi Chứ này nhỏ lắm sao em chụp được Đi bộ hả Đi bộ cầm theo cái dù hả Hay là mở mưa tối vào youtube viết đi như à chị thấy nó nhỏ xíu à tối em kéo qua tới cái phút này em cần Mỗi đời em viết hai đứa hai áo hả Ờ ok ha chứ này nhỏ lắm cái này chụp làm sao cũng không biết đường chụp nữa chia làm nữa thì nó lại rối rối ờ, đợi chị viết xong rồi em đi rước con về đi rồi tính ừ hả ok rắn thì giỏi gì người có thể con người có một lớp bao phủ chúng ta viết chữ phủ, này hey, lát nữa chụp phần vỡ này một hai ba bốn bao bao phủ bao phủ tập vào bao bao phủ này mang nghĩa bao bọc á à, cơ thể con con người chúng ta có một lớp bao bọc ở bên trên này chúng ta giống như với chữ dao của dao tại giao. bên trên này dao của dao tại dao sau đó bên này nó có chữ chữ nó bị lại bị chói nha. Đấy chưa, rồi bên này có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, bao phủ tập phủ, à, chữ phụ này nó hơi ngộ, chúng ta về đây chữ bao bọc, một 2 3 4 bao Ở chữ phu gạch ngang hai gạch ở dưới này có chữ phu ở đây mình phớt gạch qua một cái ô vuông ở đây rồi đây mình phớt kéo qua đây rồi mình đẩy ra mình có chữ bao phu chữ này mang nghĩa bao bọc ừ 1 2 3 4 5 6 ở dưới này và bên này phớt gạch lên bao phủ à, bao phủ dùng chữ này ha cái chữ này nó cái phần trên đầu này nó to hơn tí nữa thì nó che phần dưới nó hay hơn cái phần trên đầu nó to hơn tí nữa thì phần dưới này nó mới đầy đủ nó mới không méo qua một bên vì thế ta cố gắng làm sao cái chữ này kéo ra cái này kéo ra cái phần này nó xích qua đây một tí không à, rồi phần này mình hất lên mình có ô vuông ở đây mình gạch rồi đây mình phết kéo ra đây rồi đây mình đẩy ra thì tính ra nó to hơn tí nó nó phải đồng đều ở bên dưới nó không bị méo qua một bên ừ vậy nó dễ coi hơn cái chữ này có thể ốm hơn mà nó dẹp hơn nhìn nó dễ coi hơn đó bao phủ sân thị chúng ta có thể thêm chữ sân thị sân thị 身体，身体，好，转到领拼音过来。人体，z n z 二声人，t i t 三身体，u i y 四声外，b i o 幺三声表，外表，嗯，e o u 三声有。 Y chẳng Chẳng thể dùng cái từ sư bật khơi này Không có uống lưỡi sư Ân từ cổ họng đọc ra Chẳng Y chẳng Y chẳng Bơ ao bao Phơ U Phụ Bao phụ Bao phụ Sư ân sân Đọc đầu lưỡi thị Thơ y thi Sân sân thị Rắn thì quay bèo dầu y chẳng Dầu y chẳng Đọc chẳng Đọc từ cô hỏng ra Chẳng Dầu y chẳng Y chẳng y chẳng dầu Y bao phụ sân thị Rắn thì quay bèo dầu y chẳng bao phụ sân thị Cơ thể con người uh, bề ngoài cơ thể con người mình có một lớp bảo Có một lớp bảo vệ Hoặc là cơ thể con người bề ngoài nó có một lớp bao bọc Có một lớp bao bọc để bảo vệ cái cơ quan chức năng đó cái đó gọi là da hảo thân thể tờ chi quan theo gắn chữ tờ này vào tờ phải bù tờ tờ chi quan là cái cơ quan uh, cái bộ phận trên cơ thể của mình gọi là chi quan bên này có một cái ô vuông đây có một ô vuông nữa sau đó dưới này có bộ kiểm mình chấm ở đèn cái chữ ta mà không chấm nó không ra kiểm phải chấm nó một cái nó mới ra kiểm rồi một cái ô vuông rồi một cái ô vuông chi hảo chữ quan kéo số chi quan phải tổ hợp giao gọi là bộ khẩu cộng với chữ chi giao bộ nhân đứng bên này kéo qua chào ờ, vân cũng viết được hơn tới hơn bốn giờ vân cũng đi rước bé gái thôi ừ. chào gọi là gì họ cũng móc để trong ngoặc để trong sao in em chưa viết kịp hả em biết tới đâu rồi ừ, em biết tới đâu rồi hả chào phu y hả rồi em viết đi em viết tầng đi y Siana ờ, mata. Chào cho gọi là Pì phu ừ, Gọi là pì phu Ở đây Móc ở đây móc Ở đây Ở trên này mình kéo xuống Rồi bên này mình móc ra Mình đẩy ra mình có chữ pì Pì này đọc bằng môi ha Âm phơ này phát âm môi Chữ sẵn viết được không sẵn viết được mà hả trên có bộ thi trên có bộ thi dưới có chữ dân Phí phu chữ sẵn chữ nào mà không viết được báo cho chị biết chị viết lại cho giống như chi hào là chi ở dưới này có chữ điền ở dưới này có bộ thịt khí phu và cái này đóng lại cái này gọi là da 嗯好就那道的呃的的五声的七一气哈气关歌安关气关七八开啊器官 goo an 关器官 ge 幺幺叫叫嗯喊我去捞喊我捞嘞喊我去嗯叫做治疗 z u o w 四声做 p e p 二声皮 f f 搞不就 u vì thấy chữ nó mới là bật đọc bằng môi thôi chữ phu không đọc bằng môi rồi chữ phu đọc bằng răng để lên môi dưới Pí phu phì phu ừm, phu sẽ đánh dữ quá à. sẽ đánh dữ quá nghỉ đi ờ à, nghĩ đi mai viết tiếp mai viết tiếp chúng ta biết tới đây thôi mai viết tiếp ừ, ha viết tới đây thì, mai viết tiếp lát nữa 4 giờ rưỡi Vân cũng đi rước bé gái rồi rồi chúng mai chúng ta biết tiếp Chứ phép đánh lúc đánh xa giờ giờ dần 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 đến tới gần luôn rồi. Em không biết cách đánh vần như thế này. Ồ. Vì thế chị em phải học bạn chữ cái này em nè. Cái chữ màu đỏ này là cái chữ mà chị nói phải nhìn nhiều vào tại vì sách chị dạy là chị dạy theo sách cái chữ này. Còn chữ này là của Trung Quốc họ dùng. Chị dạy theo chữ này. Ừ. Đó. Vì thế là phải cố gắng coi cái bảng chữ kia thì em mới đánh vần được chữ này nha. Và mỗi lần chị đánh vần chị đều nhắc hết. Rồi hôm nay mình viết tới đây thôi, tại vì xét đánh đánh càng ngày càng gần với lại chúng ta chơi mạng nó chơi đường mạng và trực tiếp nữa, cho nên là sợ nó nó bổ một cái. Không, ok, hôm nay chúng ta viết tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày mai chúng ta ngày mai Vân sẽ cố gắng sắp xếp giờ like. Thôi <laughs> chi. <laughs> Anh em ở nhà gì? Nhất lầu. Các em ở Nhất lầu. Tôi nghĩ các em đi rồi, giày, tôi cho tôi đi đánh đi. về đâu. 要等爸爸，不能偷偷去。我很担心你，我可想说你们两个有没有带出去的。